cà phê như muốn đó. Nói cùng em câu gì, ly cà phê như muốn hát, hát cùng em câu gì. Hương bay theo làn khói, vẽ mùa xuân lòng lại. Hương bay theo làn tóc, vẽ tình yêu mong manh. Cho mọi người biết con là ai, con mấy tuổi, đến từ đâu? Xin chào tất cả mọi người, con tên là Minh Hằng, năm nay con 7 tuổi. Wow. 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 Quá. Con đến từ đâu? Con không biết. Ủa? Con sống ở đâu? Thành phố Hồ Chí Minh hay là Hà Nội hay là Cần Thơ hay là đâu? Thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố Hồ Chí Minh. Rồi con thấy chưa? Ba cặp huấn luyện viên phía dưới đứng lên hết cho con luôn, là con nghĩ là mình hát quá tuyệt vời. Giờ con muốn là cặp nào chia sẻ trước nè? Cặp màu vàng hay màu đỏ hay màu hồng? Dạ màu vàng. Màu vàng. Xin mời Hồng Vị Trương. Tất nhiên phải nghe mình chia sẻ trước rồi. Tại vì ai bấm chọn Minh Hằng trước vậy ta? À. Minh Hằng ơi. Dạ. Mẹ tên là Trần Thị Diệu Nhi. Con có phải tên là Trần Thị Minh Hằng không? Rồi. Dạ không ạ. Dạ không. Hai. Rất là một sự đồng điệu mọi người ơi. Rất đồng điệu. Chứ họ tên đầy đủ của Minh Hằng là gì vậy ta? Hồ Minh Hằng phải không con?
Dạ Ngô Minh Hằng. Con mà nó hỏi gì cũng không biết. Con người ta đẻ đâu mà ra là mà làm cha mẹ ngang ngược chị con. Bỏ gia đình thì qua một bên nha con. Đúng rồi. Thật ra thì chỉ muốn là kiểu con nuôi thôi, kiểu vậy thôi. Con nuôi mà xin phép người ta chưa mà ngang ngược vậy. Minh Hằng có muốn làm con nuôi của cô Diệu Nhi không? Dạ muốn. Trời ơi, con ơi, con mà trả lời không á, cô không biết Diệu Nhi lúc đó ở đâu luôn á. Chắc là đào luôn cái hầm phía dưới luôn á. Không nghĩ là lúc mà cái màn á hả, vừa kéo cái cửa ra, con bước ra mà con có chút xíu à. Lúc mà cô Diệu Nhi nghe cái giọng con á, ồ cô bé này là cũng phải lớn rồi đây nè, mới có cái giọng khỏe, một cái giọng hay như vậy. Những cái lúc mà con gì kiểu á. Hồi nãy là bé nó có cái dằn gằn giọng á. Cái gì mà như xe máy nổ vậy trời? Ủa là xe máy hả? Em đã bảo rồi, chuyên môn để nhường cho anh Trung. Con biết đó, để cho ba Trung nói nha. Chứ hồi nữa cô Nhi nói tụi bay tụi bả hết trơn à. Anh Trung nói gì chuyên môn đi. Khi mà con vừa có tiếng hát lên á, chú Trung không nghĩ là con chỉ 7 tuổi đâu. Chú Trung nghĩ là con sẽ lớn hơn như vậy nhiều. Nhưng mà chú Trung quyết định chọn con là cái tiếng hát của con đầu tiên vừa phát ra ập vô tai chú Trung á, chú Trung nổi da gà liền. Trời ơi, rồi, và chú Trung quyết định là phải bấm con liền ngay lập tức luôn đó. Mà sau khi mà cái màn mở ra thì trời ơi, con không những hát hay mà con được cái thần thái khủng khiếp lắm. Nên bây giờ chú Trung rất là thích con, không biết nói gì nữa, chỉ muốn là con về đội của cô chú thôi. Ly cà phê bán nè. Thôi Nhi bớt Nhi. Em anh Nhi nói gì hay cho con chọn mình anh. Vì là tự nhiên cái đứng lên cái rồ ra hết vậy trời. Sợ quá à. Trong một đường đua con muốn là người chiến thắng thì chắc chắn phải có người đi cùng. Và cô với chú Thanh Duy sẽ là người đi cùng con. Trời ơi. Với chú Thanh Duy á, chú sẽ có những cái kho bài hát hợp với chất giọng của con. Và khi mà nghe giọng của con và khi bước thấy con bước ra sân khấu, cả cô Khả Như với chú Thanh Duy á là đã nghĩ trong đầu ngay. Chú Duy có một cái kho mà kho tàng bài hát cho con, còn cô Diệu Nhi có một cái mạng wifi đó con. Lên wifi là có nhiều bài hát lắm. Nó mà... cứ lấy đó nó chặt anh đó. Không phải đâu con, nhưng vấn đề là cái mạng nó nhiều lắm. Vấn đề cô Diệu Nhi có biết gõ từ khóa để ra cái bài hát đó hay không thôi. Có từ khóa dễ mà. Sợt gì nè, bài hát nào bé Minh Hằng hát hay và trong tuyệt đỉnh song ca nhí khiến cho mọi người vỡ òa nó đã. Trời ơi, sao chứ dài dữ vậy. Con có biết không, từ khóa đó là không có thật đó. Nên do đó con hãy chọn những cái điều tuyệt vời nhất. Có cô Khả Như với chú Thanh Duy thì không việc gì phải sợ. Con có sợ không? Bắt đầu sợ nhẹ. Thấy con bé nó đơ nhẹ đó. Con ơi, con đừng có sợ cô nghe. Tại vì cô thích con lắm á. Nha, con có sợ cô không con? Dạ không. Đó, hên quá, không sợ. Tại biết sao không? Bị dễ thương lắm mọi người. Trời ơi, sợ quá. Một hả? Cái khoảng lặng nhẹ nè. Mời cô Diệu Nhi. Mấy cô mấy chú ở đây ai cũng thương con, ai cũng thích con hết trơn á. Nhưng mà cô chỉ muốn nói với con một điều này thôi. Nếu như mà con có nhã ý muốn về đội của cô đó, thì cái tinh thần của đội cô, cô muốn nói cho con biết là trên một đường đua đó, chiến thắng hay không không quan trọng. Quan trọng là trên con đường đó con để lại dấu ấn gì cho trong lòng khán giả. Con cảm ơn cô. Đi trên một đoạn đường mà quan trọng con để lại dấu ấn gì đúng không con? Cô chỉ sợ là con không có dấu ấn gì với đội này luôn đó. Vậy hả? Cả đội của chú Thanh Duy và đội của chú Hồ Việt Trung đều là những ca sĩ đi hát nhiều năm đó. Và kinh nghiệm sân khấu của chú với chú Trung á là coi như là ngang nhau đó. Cho nên á là con giờ là tùy ở con. Con thấy đội nào mà vui thì con về với đội đó. Đúng rồi, nha. Con thích đội nào đội con chú về. Chú vui quá nè, con trời ơi, về đi ơi. Anh ơi, như cái sở thú vậy hả? Thôi bớt đội nào thì con cứ đi. Anh Nhi ngồi xuống. Ok. Sợ vậy quá đó hả? Sợ tôi nghe con. Bé sợ. Đừng có sợ con. Thôi bây giờ nè, về cái khả năng âm nhạc là anh Duy với anh Trung là khỏi bàn đúng không? Bây giờ là phải so sánh về cái khả năng âm nhạc của cô Diệu Nhi và cô Khả Như. Để làm sao để cho nó là ngang tài ngang sức và có sự đồng đều. Bỏ qua đi. Thôi đừng có so sánh. Để tôi hàng sớm tôi chủ trì công đạo tiếp cho. Nói giúp giùm chị sao cho chị khỏi hát. Đây. Hồi nãy á là mẹ Diệu Nhi có nói với con là về đây mình đi tới đâu mình để lại dấu ấn tới đó. Thì tự nhiên cái chú Lập mới nhớ rằng là cô Diệu Nhi đi tới đâu là lông rải tới đó luôn. Đó là một dấu ấn rất là ấn tượng luôn á con. Khi mà chú nghe được cái giọng hát của con á, cái giọng hát của con nó trong trẻo vô cùng. Con thử coi hai đội bên đây đội nào phiêu được như đúng. Con hoặc hơn con thì con về. Chính xác. Xin mời nói về phiêu đúng không? Này không ai phiêu bằng nghệ sĩ hài hết. Xin mời Diệu Nhi ạ. Đấy. Lên. Mình lên sân khấu luôn mình mới có cái thần của sân khấu. Đúng rồi. Nhi ơi sao em quéo vậy Nhi? Em đi cái mạnh mẽ tự tin. Ủa sao chị cũng vậy? Ứng ngực lên đi. Đi mạnh mẽ lên. Trời đất ơi.
Nào con gái, con đứng ở phía giữa nè. Nhi ơi, bớt phục vụ. Bây giờ là mình phục vụ bằng một câu phiêu nè. Cái câu phiêu nãy con phiêu sao? Con lên cái một nói lên nóc nhà cho chú. Lên. Yeah. Đủ rồi. Đó, bây giờ là con gái cho chú mượn micro, mời chị Như. Chết rồi. Sao chị Như, chị gì giống như là ai xịt chừng 1000 chai keo lên mặt chị cô vậy? Cô lên. Cô chỉ nói thế này. Thôi bây giờ tùy tâm, con muốn về á, con về. Thôi đi cô ơi. Bây giờ thôi, phải bây giờ cô, phải thử thách. Cô phiêu cái câu đó cô không biết, giờ cô hát bài cô phiêu được không? Được. Vỗ tay cho chị Khả Như. Bạn tôi sáng. Sáng làm gì ạ? Nhìn anh lên chẳng được. Bạn tôi sáng nhìn anh lên dáng đường. Bạn tôi sáng đạp xe 20 cây số. Thằng đi giải thơ thế là ờ thế cái chữ đó phiêu sao cho nó đừng có nhạy cảm ta thì đừng xuống, chạy xuống là mệt. Cô tới đó, tới đó thôi, tới đó thôi chị ạ. Đủ lòng rồi, tụt quyết quá. Ok chị truyền cái micro qua cho chị Nhi đó. Nhi nè, một người rất là để lại ấn tượng tốt cho tất cả mọi người, đi đến đâu ấn tượng tới đó, xin mời Diệu Nhi. Minh Hằng, cho dù có chuyện gì xảy ra, con hãy quên cái hình ảnh chuẩn bị bây giờ nha. Hay quá, lót đường trước hết rồi. Minh Hằng, con nghe không? Cô sẽ hát cho con một câu Chị Đi Tìm Em. Trời, nữa hả? Em ơi, có nghe không tiếng chị? Con thấy không, cái giọng cô rất là vang mà không cần micro luôn. Không cần micro nó vẫn vang như vậy. Ghê liền, ghê liền. Thật sự. Hay quá. Tại vì cô đem mic. Hay quá con. Đâu ơi. Có gạt được con nít đâu bây con giờ. Thông minh vậy lắm. Cái điều này mới thể hiện thấy rằng là con là một người có cặp mắt tinh tường. Thôi nhưng mà bây giờ con chỉ cho cô hát một câu nhẹ thôi. Nhẹ thôi, trời ơi. Nó bỏ con ơi, bây giờ đừng nhưng có hát. Nhưng mà không có thử thách không? Nữa. Nhưng mà không, thử thách là hát gần nữa, hát nhẹ thôi. Cái nãy là cô hát nhẹ rồi đó. Nhẹ hết mức rồi con ơi. Chưa, bé chưa chịu. Con ơi, bây giờ là con thi á, chứ không phải là cô hai cô thi. Nên mình bớt thử nhau được không con? Vậy thôi tràn về đi chứ đừng nữa là thử nữa. Lộc ơi, cảm ơn em đã giúp anh làm cho hai cái nhân vật phụ nữ đó lên đây hát cho tất cả quý vị nghe. Là bởi vì tuy là đội nhà em á không có gạt cần, nhưng mà bản thân em vẫn muốn thử sức là coi mình gằn giọng được tới đâu, hoặc là mình luyến lấy như thế nào sau những cái từ ngữ trong một cái âm nhạc đó anh. Đó nói làm luôn em. Bây giờ là hát bài Chị Đi Tìm Em hay là Bạn Tôi Sáng Nhịn Ăn? Chị Tôi Sáng Nhịn Ăn. Ok. Bây giờ là em xin chỉnh sửa một vài cái lời hát chút xíu để phù hợp với không gian bây giờ ạ. Chị tôi sáng nhìn ăn lên dáng đường. Chị tôi sáng đạp xe 20 cây số. Chị đi giày thêm. Chị đi tiếp thì cho lại đi anh ơi. Lấy lại đi xù ơi, sợ quá. Anh xin lỗi Lập, nói chung là anh cũng cảm ơn em rất là nhiều vì cái pha hề hước này. Không sao. Hỗ tay cho Huỳnh Lập về chỗ. Không sao. Em hoàn toàn không muốn mang đến một tiết mục gì hoành tráng đâu, tại vì em là diễn viên hài mà em muốn mang đến giá trị về tiếng cười vui không con? Dạ không. Thôi giờ về luôn. Tạm biệt chị bé bay. Trời ơi, nói làm chi. Lập ơi. Trời ơi. Xin phép được cười nữa mét. Rồi. Không, em quyết định mà em đã từng nói với chương trình, em mang đến màu sắc sang trọng, em không làm trò. Vâng mọi người, nãy giờ Lập vẫn sang trọng đúng không mọi người? Đúng quý vị. Vâng, cảm ơn mọi người. Bây giờ con gái ơi,
con quên hết tất cả những gì phía nãy nha. Dạ. Bây giờ phải bình tĩnh lên. Con nghĩ là con sẽ về với đội của cặp cô chú nào? Dạ. Để tỏa sáng ở dạ. vòng sau. Dạ. Suy nghĩ và đưa ra quyết định. Dạ. Dạ hoài vậy. Suy nghĩ đi. Suy nghĩ nè. Ai bấm chọn Minh Hằng trước vậy ta? Trong một đường đua, con muốn là người chiến thắng thì chắc chắn phải có người đi cùng. Và cô với chú Thanh Duy sẽ là người đi cùng con. Con muốn về đội của... Bạn tôi sáng đạp xe 20 cây số. Em ơi có nghe không tiếng chị? Chú Hồ Việt Trân. Yeah! Dễ lắm con, chạy xuống luôn. Dễ thương quá con ơi. Vì cái khả năng hát mà để micro mà xa đến vậy mà vẫn có thể nghe được. Diệu Nhi ơi, em xuất sắc cảm quá rồi Diệu Nhi. Cảm ơn cô Nhi. Trả lời cho tôi nghe đi, tại sao bắt tôi hát muốn chết? Bắt Diệu lên Diệu xuống mà không chọn tôi. Thật ra thì chị Như ơi, mình là diễn viên mà, đặc biệt là mình là diễn viên nữ nữa, cho nên là mình cần tìm cái nét diễn gì đó nó điềm đạm, nó tinh tế chút xíu. Dưới lố quá em nó chê nha chị nha. Ừ. Ê ê, còn Lập ơi, chị nói em nghe này, tại em là diễn viên hề đó. Mà diễn không có hề đó, bớt diễn lại đi. Hai chị em thương yêu nhau quá vậy. Sông cầu làng bao xanh ngang lưng làng quan họ xanh xanh, làng quan họ quê tôi những chiều bao thương nhớ, tiếng ca đầu ngọn gió nón quai thao người ơi, nón quai thao nói gì người ơi. Chào duyên.
tượng thủy văn. Sau những ngày nắng nóng kéo dài, nắng quên thôi, nắng như thiêu như đốt, nắng lột da non héo mòn da trắng, tắm nắng cũng đen thùi, kéo theo một lùi bệnh dịch. Nắng phát cộc, phát hờn thanh xuân. Thì hôm nay mưa trên quê hương đi ngang qua, kéo theo sấm chớp. Ít lộn, đọc lại nha. Thì hôm nay mưa trên quê hương đi ngang qua, kéo theo sấm chớp. Tầm nhìn xa cũng thấy, gần thì khỏi hỏi làm gì. Gió giật cấp 7, cấp 8, có khi giật như giật đồ. Vùng trời bình yên hôm nay đã được trả lại. Và thưa quý vị khán giả, sau cơn mưa trời lại nắng. Và lòng ta dọc niềm vui phơi phới à, mưa cho đám lá gieo thanh bình, mưa cho những chú trâu vây mình, mưa cho mẹ già em bé cười đậm tình, mưa trên những nhánh sông mơ màng, mưa trên những lưới tre quanh làng, từng giọt nhẹ nhàng rơi trên lá. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đó là Giao Uyên. Cơn mưa rất là mát lành dành cho tất cả mọi người ngày hôm nay. Không biết là ý kiến của ban giám khảo như thế nào ạ? Xin mời cô Phương Dung trước ạ. Con có một cái giọng hát rất cao nhưng mà không có sét, và con hát rõ lời. Cái thứ hai nữa, giọng con dày và dài. Cái bài hát này sự dàn dựng rất đẹp, dễ thương. Và cô cũng mong là trong tương lai con đi một cái bước đường ngắn để con nổi tiếng cho ba mẹ con vui. Giống như là chị Thu Dung nói thì hát tốt. Và cái màn mở đầu đó, đoạn mở đầu rất là dễ thương. Yeah. Lúc mà kể chuyện làm cái người mà tin tức thời tiết đó, rất là dễ thương. Duyên dáng. Duyên dáng vô cùng. À, nhưng mà mấy cái nốt thấp á, hơi bị mờ nha nàng. Dạ. Yeah. Và cái chỉ có nửa bài sau là bé mới là thực sự là nhập tâm và thấy thoải mái. Còn nửa bài đầu hình như cũng vẫn chưa ổn lắm phải không? Chưa nóng máy. Vâng, chưa nóng máy. Nói chung là một màn trình diễn để lại ấn tượng cho người xem. Rất là ngọt ngào, cô mà nhắm mắt lại cô nghe giống như đang nghe đĩa. Wow. Sao mà ca ngọt dữ vậy trời? Cảm ơn cô ạ. Mà duyên lắm con ơi. Cái bài này rồi thêm cái thần thái con khi diễn cái này, cô thấy cô thú vị lắm. Và mong là cái con đường đi của con đối với âm nhạc, con sẽ luôn nhớ những cái bước này, những cái bước đầu tiên trong cái chương trình này đã cho con tự tin, đã cho con phát huy hết tất cả những cái tài năng của con. Và những ngày tháng đẹp đẽ sẽ luôn chờ trước mắt con. Cảm ơn con Gia Quyên. Con cảm ơn cô ạ. Xin được cảm ơn hội đồng ban giám khảo. Thật sự phải nói con đã tưới mát tâm hồn thật sự luôn. Mọi người đang cảm thấy rất là thoải mái và dễ chịu với tiết mục của con. Không biết là cảm xúc của anh Thanh Duy và chị Khánh Như như thế nào ạ? Xin mời. Khi mà con nghĩ tới tiết mục này, ý tưởng và dàn dựng tiết mục này là nhân dịp là Sài Gòn mình dạo này nóng quá. Kiểu mà nóng chịu không nổi, nóng quá trời nóng luôn. Cho nên con nghĩ là có một tiết mục mà hát về những cơn mưa, và cơn mưa tưới mát tâm hồn mà sẽ rất là vui. Cho nên là con đã dàn dựng tiết mục này cho Gia Quyên. Và Khả Như là cái người đã dạy Gia Quyên. Tại vì thường Gia Quyên khi mà tập á, bé rất là hay giỡn. Bé hay kiểu nói chuyện giọng của chị Google. Thì con thấy là khi đó con nói lại cái câu mà cái câu mà con bị mất cái đoạn cuối á, con định nói cái gì á, con nói lại cho mọi người nghe. Và bây giờ đấy. Bài hát Mưa Trên Quê Hương, nhạc sĩ Minh Châu trình bày Gia Quyên, xin được phép bắt đầu. Dễ thương. A hi hi được con ạ. A hi hi. Mà hồi nãy lúc mà ban nhạc bắt vô là bé nó có liếc ban nhạc không vậy? Dạ có liếc nhẹ. Trời ơi cái nét đó duyên lắm á nha. Hờn á. Tao nói hờn, tự nhiên là tao đang nói chuyện tự nhiên vô nhạc cái nó hờn cái mặt. Nít là vậy cô hả? Rất là đáng yêu. Dạ cảm ơn các cô chú ban giám khảo. Tại vì thật sự thì đối với Gia Uyên thì con với anh Thanh Duy cũng đã nhận ra được cô bé này có rất là nhiều tiềm năng. Và con hy vọng là những ngày sau này của con, nếu như có niềm đam mê âm nhạc thì con sẽ tỏa sáng. Và cô tin là cô sẽ gặp con ở đâu đó trong lĩnh vực diễn xuất, bởi vì con cũng có khả năng diễn xuất nữa. Rất là linh hoạt và cô cảm thấy mát mẻ với cái giọng hát của con. Mát mẻ luôn hả? Rất mát mẻ. Và rất mát mẻ. Cảm ơn con đã đến với cô chú. Cảm ơn con. Cảm ơn cô chú ạ. Cảm ơn một ca khúc rất là mát mẻ. Một tràng hỗ tay cho Gia Uyên. Trên lúa xanh mồ hôi cùng bao gió sương, một đời gian đôi cánh táo tận cho lúa thơm. Con thơ cười vui khung khến, đó là niềm vui biết bao.
con mong thời gian thay đổi để mẹ thay tốt sao. Một tràng vỗ tay thật lớn cho hai bạn nhỏ. Chúc mừng tụi con. Đầu tiên là có ba sự lựa chọn. Giới thiệu tí xíu cho các cô chú phía dưới biết tụi con là ai nha. Dạ, con xin kính chào quý vị huấn luyện viên. Con tên là Nguyễn Thị Ngọc Thảo, năm nay con 12 tuổi. Con đến từ Tây Ninh. Dạ, con xin chào huấn luyện viên và khán giả. Con tên là Nguyễn Thị Hương, con năm nay 12 tuổi, con đến từ Vĩnh Phúc. Trời ơi, hát nhạc dân ca miền Nam quá là ngọt ngào như vậy luôn. Tụi con thích chương trình, tụi con đăng ký tham gia hay sao? Dạ, con thích chương trình. Tại vì con đam mê ca hát. Con đam mê ca hát. Vậy thì chú Minh Sự hỏi là ngoài cái dòng nhạc dân ca miền Nam ra, con có còn biết hát thêm một phong cách nhạc nào khác nữa không? Con hay hát nhiều bolero miền Nam. Nếu mà tụi con về đội của chú thì chú, cái kho bài bolero của chú rất là nhiều. Chú sẽ lựa cho tụi con những cái bài phù hợp với lứa tuổi hơn. Các con có nghe chú Thanh Duy hát bolero chưa? Chú Thanh Duy ơi, chú Thanh Duy hát cho các con đi, thuyết phục các con đi nào. Thay cho lời mời gọi nha con. Thay cho lời mời gọi nha. Ôi trời, anh. Người con gái năm ấy thường hay ra hái hoa bên bờ suối, rồi nâng niu thả hoa trên dòng nước, đứng trông theo mà buồn. Được chưa? À, được rồi, được rồi. Cũng đủ ép phê rồi đó. Các chú bé chú rất không là nhận là mình hát bolero hay, nhưng chú có một cái kho bài bolero rất là nhiều và phù hợp với giọng ca của từng đứa. Chú Thanh Duy có rất nhiều kho bài bolero, nhưng cô Diệu Nhi biết còn có một cái kho mà nó rất là nhiều bài bolero nữa, đó là trên mạng đó con. Cô tìm trên mạng là có rất là nhiều luôn. Anh Trung ơi, nói về thể loại bolero thì anh Trung cũng hát rất hay phải không ạ? Nói gì đi anh, thể hiện đi anh. Khi hồi nãy hai con hát, cái giọng hát nó chạm đến trái tim của chú và chú khóc. Hát hay thì có thể là do trời sinh ra giọng hát, là thường là bẩm sinh là nhiều. Nhưng mà hát để chạm đến trái tim đó là tình cảm. Và tụi con đã truyền tải được cái nội dung bài hát đó và tình cảm từng lời hát chạm trái tim của chú. Ngày hôm nay chú ngồi được ở đây một phần cũng là do chú đã từng thi tuyệt đỉnh song ca cặp đôi vàng và được giải Á quân. Và chương trình đó là toàn là những ca khúc về bolero và dân ca không. Chú là rất thích cái giọng hát của hai con. Chú nghĩ là chú sẽ đủ khả năng để làm hết tất cả những gì mà phô giọng hát của hai con ra nhiều hơn nữa. Đó cũng chính là lý do em gạt cần. Dạ. Em có một cái linh cảm. Hòa cũng đang chọn một thí sinh có thể hát được những dòng nhạc của mang âm hưởng dân ca. Thật sự cái độ mượt mà nó vẫn chưa hoàn hảo, nhưng mà cảm nhận được bên trong đó có cái gì đó, nó uẩn khúc ở trong đó đó. Em quay qua em hỏi Hòa,
Em có thắc mắc là lý do tại sao mà hai bé lại chọn cái điều mộc mạc, mặc một bộ đồ rất mộc mạc, thậm chí là không make up, không có cái gì gọi là sự lộng lẫy của một người trình diễn. Và anh tin chắc là phía sau đó có một câu chuyện gì đó. Và em hỏi mấy Hòa rằng là có thể cho bé một cơ hội, nếu như có một cái điều gì đó nó không hay đối với hai bé thì mình sẽ cố gắng tạo cơ hội cho hai bé, để hai bé có nhiều cái khả năng để mình khai thác được nhiều hơn, để cho hai bé thỏa sức được nhiều hơn. Một tràng vỗ tay cho Huỳnh Lập được không ạ? Và chính cái sân khấu này cũng sẽ là một cái cơ hội rất là lớn dành cho tất cả các bạn nhỏ có đam mê âm nhạc. Con có thể chia sẻ với các cô chú ở đây về hoàn cảnh của mình. Lúc con 10 tuổi thì con học từ năm lớp 2, nhưng mà con bây giờ là con lớp 6, nhưng mà con không có còn đi học nữa. Ba của con không có như người khác, nên ba mẹ con bỏ nhau và con không có còn điều kiện. Mẹ con dẫn con vô đây. Mẹ con dẫn con vô đây để đi bán, đi hát, bán kẹo kéo. Nên là con vừa bán kẹo kéo, vừa tiếm chương trình thi. Con cũng không có điều kiện để đi học. Em và anh Lập lần đầu tiên được ngồi cạnh nhau trong một chương trình. Không hiểu vì sao thì hai anh em có những cái linh cảm rất là giống nhau. Khi mà nhìn hai con, thật sự em không còn là cảm nhận về âm nhạc, hay là không nghe là bài này con hát có hay hay không, hay là phô hay là tranh gì cả. Em chỉ cảm nhận một điều là một bé đang không còn được đi học, không còn được gặp các bạn bè ở trong trường nữa, muốn thể hiện khả năng của mình, và chắc chắn là con còn muốn tỏa sáng để có thể giúp đỡ mẹ con, đúng không? Thật sự trong cái cuộc sống này có quá là nhiều những cái hoàn cảnh khó khăn. Nếu mà con có về đội của em sẽ hỗ trợ hết mình để con có thể đi học lại. Khi mà con đã có mặt ở đây rồi, và cái điều mà chú thấy tuyệt vời nhất á là bạn Thảo ở bên này cảm thấy gia đình của bạn Hương quá vất vả, cho nên là đã giúp đỡ Hương cũng rất là nhiều. Và ngày hôm nay con có một người bạn song ca với con rồi, con hãy tự tin lên nhé. Em nghe hai giọng của hai con á, thì con hát á, nó rõ ràng và nó tự tin hơn bạn rất nhiều. Và cô cảm nhận được trong giọng hát đó, nó có khả năng. Nói về bolero thì em không phải là sở trường, nhưng em cũng được tham gia và trải nghiệm về bolero rồi. Và nếu con thích bolero, em có thể giúp đỡ con. Em không hát được bolero, em sẽ nhờ các cô chú, anh chị ca sĩ bolero mà em quen. Em mong muốn được chia sẻ hoàn cảnh của con và chia sẻ cái giọng hát và cái khả năng của em với con, nhờ cái giọng hát của mình để phát triển được cái cuộc đời của mình. Nhờ cảm ơn thôi. Dạ. Một tràng vỗ tay cho đội đỏ. Chú tin một điều là sắp tới đây con sẽ bớt đi những cái giọt nước mắt này và thay vào đó những nụ cười thật là tươi nhé. Thank you.
Rồi, xin chúc mừng hai con đã hoàn thành xong phần thi của mình. Rất là ấn tượng, cực kỳ cảm xúc. Và con có thể thấy rằng là đã có hai luồng sáng tím về tụi con ha. Thì bây giờ chú sẽ đứng đây để chủ trì công đạo cho phần lựa chọn về với hai đội. Thì bây giờ con hãy giới thiệu về bản thân mình đi. Con xin chào tất cả huấn luyện viên cùng toàn thể các khán giả. Con tên là Nguyễn Thị Quỳnh Nhi. Năm nay con 13 tuổi và con đến từ thành phố Huế. Dạ, con tên là Lương Ngọc Như Quỳnh. Năm nay con 9 tuổi. Con đến từ thành phố Hồ Chí Minh. À, cô bé này lần đầu tiên tham gia chương trình. Còn cô bên kia quen quá luôn. Chào con Quỳnh Nhi. Khi mà con cất giọng, cô đã nhận ra giọng con. Thật sự rất là ấn tượng. Và giống như một cái lời hứa mà lúc đó cô trò mình có hứa với nhau là năm sau con lại tiếp tục quay trở lại để mà chinh phục. Và chào mừng con đã quay trở lại với Tuyệt Đỉnh Sông Ca Nhí. Ôi, năm ngoái là bé thi rồi. Đội ai, đội ai? Đội em luôn hả? Năm ngoái thi rồi, đội em hả? Dạ. Đội em, rồi em có loại không? Dạ em loại đó. Vậy năm nay biết qua đội ai rồi đó con? Không có con ơi, con biết là năm ngoái tình hình của mình như thế nào mà năm nay chắc chắn nó sẽ là một diện mạo mới. Cô thật sự là cô cảm thấy cô rất là yêu cái giọng hát của con, cả cái giọng nói của con. Và hôm nay cái hai cái tà áo dài trắng nó tuyệt vời lắm. Nó dễ thương, nó trinh nguyên như cô chú vậy đó con. Thì... nói xong mình thật ra đừng nói câu đó, nó mới vô, nó mới vô. À vậy hả? Hai cái áo dài với là cái đầm kim sa lấp lánh nó không vô. Xin lỗi mọi người, xin lỗi Nhi, nhưng mà con ơi, ai cũng có một lần lầm lỡ. Không, nhưng mà con ơi, nói thật là năm ngoái là cô Như với chú Ngô Kiến Huy không biết làm sao chứ không biết. Nhưng năm nay cô Khải Như có chú về với đội của cô Khải Như. Và khi mà tụi con hát á, là cô Như bấm đi anh. Bởi vì là biết là tụi con rất là hợp với đội của cô chú. Vì con á, thì con có không chỉ là giọng hát hay mà con có còn có nụ cười tươi nữa. Khi mà con vừa mới bước ra là con cười tươi là tươi và rất là hợp với đội cô chú, bởi vì tụi cô chú cũng rất là thích cười. Còn đội cô cũng vui lắm, ai cũng cười hết á, cười lên. Đội cô vui lắm. Như Quỳnh, cô có thích cô Như Quỳnh không? Dạ có. Trời, chú là fan của cô Như Quỳnh nè. Con có muốn gặp cô Như Quỳnh không? Con muốn gặp cô Như Quỳnh không? Dạ có. Vậy thì về đội cô chú nha. Để cô chú xếp lịch chứ cũng không chắc là gặp được. Nhưng mà nhìn chung đây là một cái tiết mục hay. Bolero hát rất hay và đặc biệt là có âm hưởng của giọng ca Huế. Và nói chung là về cái phần hát là tụi con làm rất là tốt rồi. Nhưng về vĩ đội của cô chú sẽ còn dạy thêm để cho tụi con có những cái phần biểu diễn còn hấp dẫn hơn nha. Yeah. Vâng, rất là cảm ơn đội màu hồng của chúng ta. Vậy bây giờ xin mời ý kiến của đội màu vàng kim long. Cô sẽ nói trước về hai con với cương vị là một người khán giả. Nãy giờ mà cô nghe hai con hát đó thì cô thấy giọng hát hai con rất là truyền cảm luôn. Và hai con hát cô thấy rất là nhẹ nhàng, rất là bình thản. Hai con không có một cái chút gì gọi là căng thẳng hết. Mà cô thấy hai đứa con cười cũng rất là đẹp. Con gái nhìn cô nè, nhìn cô. Con ơi, nhìn cô bên đây mẹ, nè. Mẹ mà. Nè. Con mà, trời ơi, em không mẹ quên ai nữa này rồi hả? Cô đang nói chuyện với con nhớ nhìn cô nha. Cô đang nói chuyện con nhìn đâu, đèn nhìn đâu. Cô khóc đó là cô không có cười được nữa. Thực ra là nhìn bên đây nè. Tôi bởi vậy. Bây giờ đội của mình nói cái gì chuyên môn đi hả? Chuyên môn là để anh Trung rồi, xin mời anh Trung. Về giọng hát của hai con á thì được cái là giọng của Quỳnh Nhi, con rất giọng con rất là bén mít nên là bây giờ á là chú cũng rất thích hai giọng của con. Hai giọng hát này á khi mà hai đứa con hát đó, là chú đang nghĩ trong đầu là sẽ làm cái gì tiếp tục cho hai đứa con rồi. Rất mong là hai con sẽ về với đội của chú để mà chú có thể phát huy tài năng của hai con nhiều hơn nữa. À, nhẹ nhàng vậy thôi à? Nhẹ nhàng thôi, tại vì cá tính hai bé rất là tại vì năm ngoái hình như là con đã từng bên đội của cô Như cho rồi. Cho cơ hội đi con. Con ơi. Và con đã biết được là cô Như đã dạy hết tuyệt chiêu cho con rồi. Chưa. Thì bây giờ con đến đây là con có thể là qua đây con học hỏi thêm tuyệt chiêu của chú nữa. Không nha. Này chú chưa chắc, tại nãy chú nhắc lại năm ngoái là cô Khải Như với chú Ngô Kiến Huy là khác. Chú Thanh Duy có một màu sắc khác hoàn toàn chú Ngô Kiến Huy. Và chú cũng khá là tự tin về cái phần âm nhạc, về dân ca, về bolero, về những bài hát dân gian. Và đặc biệt là với cái chất giọng của hai con á, là chú nói là không chạy đâu xa ngoài cái khả năng của chú. Cho nên là chú cũng tin là nếu mà tụi con về đội của chú sẽ làm cho hai con hát. Không chỉ mình đã hát hay rồi, sẽ biểu diễn nè. Và phát huy được cái bên trong, cái nụ cười tươi của tụi con. Để làm sao mà lên sân khấu một cái là khán giả không chỉ nghe mình hát hay mà còn thấy là mình dễ thương và muốn bình chọn cho mình.
Như ơi, ở bên kia đội của cô Như và chú Duy là có một màu sắc mới là của chú Duy, còn bên đội cô là hai màu sắc mới. Hai lần con. Hai nè, màu con ơi, con chú về đội của nè, cô Diệu Nhi là nè. Về bắt con quét nhà chết luôn đó, thấy cái chổi của cổ chưa? Không có về. Không có, không có đâu con. Con ơi, cô chắc rằng cái khả năng của cô sẽ giúp được cho con. Cô Diệu Nhi đây có một cái sự chân thật. Chân thật. Về cái sự thật thà, có sao nói vậy, đúng không? Rồi. Tuy rằng là cô Diệu Nhi không biết cách vẽ một cái thế giới màu hồng, nhưng mà cô Diệu Nhi sẽ dành hết những cái gì đó mà cô Diệu Nhi có được, mặc dù cũng không có gì, để mà mang đến cho tụi con ha. Và chú hứa với con là khi mà hai đứa con về đây thì chẳng những chú mà chú còn sau lưng một ekip hùng hậu để hỗ trợ cho con về những cái phần thi của con. Con cảm ơn cả cô chị. Đẹp như tiên hôn vừa nở, Đà Lạt lắm hoa rừng phải không? Lối đi xinh tươi vô cùng, rất đẹp là lúc hoàng hôn. Đà Lạt lắm tôm già phải không? Tóc thông xanh nối đồi, tình yêu sao như gần gũi. Đà Lạt lắm chim trời phải không? Líu lo ca vang ca bay như mừng du khách về đây. Ta vẫn nghe Đà Lạt yên vui lắm, đó quê hương của nàng thương. Ta vẫn nghe đường đèo quanh có khuất mờ, tuyệt trần là hồ than thở. Ta vẫn nghe đường về Brent quyến rũ, thác Brent như mộng trần gian, nhưng vẫn chưa một lần đi thăm xứ lạnh, vì đời còn lắm gian truân. Ngày nào đó ta về để vui với cô em má hồng, để đôi tim khơi mạch sống. Vào rừng ái ân chiều gọi chim, đến khen cô em diêm kiều cho hồn mình cháy vì yêu. Ngày nào đó ta về đợi nhau nhé cô em má hồng, đẹp như tranh thơ tuyệt tác. Ngày nào đó ta về để đưa gót chân cô em trang đai đi vào mê đắm Đà Lạt. Ngày nào đó ta về để với con ý, thì cô cảm nhận con không cố gắng bất cứ một cái điều gì, và cái giọng hát của con phát ra rất là hấp dẫn cô. Giới thiệu tên con đi để cô biết. Dạ xin chào tất cả mọi người, con tên là Lê Phạm Tiểu Bình, năm nay con 11 tuổi. Ồ, mới 11 tuổi à. Tiểu Bình. Trời ơi, con cao lắm á. Trời ơi, con mà trưởng thành là con làm hoa hậu luôn á con. Sao dạ mà ơi, con cao dữ vậy. Bây giờ chú có một cái điều muốn dành tặng cho con. Trên trời của chiều vì sao xếp thành bảy chữ, sao mà ngọt ngào quá vậy trời. Wow. Không mà thật sự nha, khi mà chú ở dưới chú nghe
chú hoàn toàn không cảm nhận được rằng là con đang hát để đi thi. Đúng rồi. Khi mà con bước ra, lúc đó chú không biết con bao nhiêu tuổi và không biết rằng là kinh nghiệm đứng sân khấu của con đã như thế nào, có thể là ở lớp, có thể là ở trường, nhưng mà con rất là nhẹ nhàng và dùng từ là điềm đạm luôn á. Chú nghe mọi thứ nó đến với cái tâm hồn của chú một cách rất là nhẹ nhàng luôn. Chú không còn phải bâng khuâng, băn khoăn gì mà phải lưỡng lự để gạt hay không gạt nữa. Và chú quyết định chọn con và hy vọng rằng là cái điều gạt này sẽ là một cái quyết định sáng suốt của chú. Thật sự là cô Hòa là một giọng hát đại trà, nhưng cô Hà là một người có giọng hát tuy bình thường nhưng cô cảm thấy là cô có cảm xúc. Nhưng đối với con á, con là một trong những giọng hát mà chỉ cần hát đứng một chỗ và hát trên sân khấu thôi là người nghe có thể tự cảm nhận được mà không cần phải có phụ hóa bất cứ một thứ gì hết. Tại sao cô gạt sao? Chắc chắn con sẽ thắc mắc lắm. Tại sao? Tại vì con đang hát một cái bài về Đà Lạt. Con vừa cất giọng lên là cô với chú Trung đã đi lên Đà Lạt với con rồi. Con hát một cái cách mà giống như là mình đang tưởng tượng là mình đang ở một cái không gian đi Đà Lạt mà không có cần phải đi xe 8 tiếng đồng hồ lên Đà Lạt vậy đó. Nhưng gần kết thúc bài hát thì cô với chú Trung mới biết là đã đến lúc phải trở về lại Sài Gòn để gạt cái cần câu này. Cho nên cần câu á, em ơi, cái cần câu gạt điểm. Em coi thí sinh của chúng ta chỉ là những con cá hay sao? Em câu rồi. Câu người ta. Sử dụng ngôn từ cho chính xác và phù hợp nha. Đang ở Đà Lạt mới về còn bị say sóng say xe quá con ơi. Gạt cái cần gạt để lựa chọn con đá bình. À, nói về chuyên môn thì chắc là anh Trung nói cho bé đi hả? Chú nói như thế này đơn giản thôi. Khi mà con hát lên á, nó không quá cầu kỳ nhưng nó truyền tải được cái tình cảm. Chú nghĩ là giọng hát của con rất hợp với giọng của chú. Nếu mà con về đội chú thì chú và con sẽ có rất nhiều ca khúc song ca để phát hành. Không biết hát được không ta? Thử được không? Oh my god, thể hiện đi anh, thể hiện cho bé nó tin tưởng đi anh. Bây giờ con hay hát bài gì ngoài cái bài con vừa trình bày á? Dạ con biết về dân ca. Một thương tóc xòa ngang đôi lần, đúng không con? Đã đôi lần đến với Huế mộng mơ, tôi ôm ấp một tình yêu dịu dàng. Chú Trung biết hát không chú Trung? Chú Trung không biết hát bài này. Chẳng nơi nào có được nét dịu dàng pha lẫn trầm tư. Thấy chưa? Chết rồi, tôi thấy con thấy có sự hòa hợp. Bây giờ ok, chú hát một chút một đoạn cho con một bài để con biết được là chú cháu mình hợp. May thì may sau con vẫn phát hành album được với chú. Còn lại thì trong chương trình ấy là cô sẽ cố gắng tìm cho con một bạn ca sĩ nhí khác để con có thể song ca vì con đang đi thi đúng không? Cô sẽ tìm cho con với là tuyệt đỉnh song ca, con sẽ phải có bạn diễn cùng mình. Còn chú thì kể cả con vào đội ai mai sau chú đã hứa là chú vẫn phải làm ăn uống với con. Bây giờ con nghe nè, bây giờ nào con qua bên đội kia đi ha. Bên đây nếu như không có bạn nào nhí chú vẫn đứng ra được, chú nhí quá trời. Mấy cả đúng cô không? có một điều nữa thôi vì đứng con... một cái đẹp đôi liền áo len này. Không đấy. hơi thấp. Nhưng mà như này. Hơi thấp hả? Cô chỉ nói một điều nữa thôi bởi vì em xin lỗi anh Trung, em quá thích bé. Em quá thích bé thật sự cô quá thích con. Cô cho con, cô được hát thêm với con một câu nữa thôi. Và nếu mà con cảm thấy cô hợp thì chọn cô, thấy chú Trung hợp thì chọn chú Trung, được không? Được. Mình sẽ hát bài Duyên Phận được không? Hai anh em mình qua đây okay. Chơi đi. Ok, con biết luôn đúng không? Ôi trời ơi. Nào. Vô. Phận là con gái chưa một lần yêu ai, nhìn về tương lai mà thấy như sông rộng đường dài. Hay quá. Cảnh nhà neo đơn, bây em chưa lớn chịu đôi vai gánh nhọc nhằn. Tâm 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 tâm. Thầy mẹ thương em mà nhớ tim sẽ duyên. Cầu mong em vào bên cho yên một
cho cô xin được phát biểu một tiết mục này lần đầu tiên có sự kết hợp của ba đội huấn luyện viên với lại thí sinh nha. Đội bên đây màu hồng lên múa, trời ơi, múa quá trời múa. Chị bè đúng không? Hát đúng bè. Rồi chị hát thiệt chứ hát bè. Nhắc lời. Còn em nhắc cho anh Trung nhắc lại cho Hoàng Minh Thi. Quá tuyệt vời luôn mọi người ơi. Con nói là nhờ có con mà ba đội đoàn kết đến như vậy. Ôi con đúng là thiên thần. Bây giờ đã đến giây phút mà con phải lựa chọn rồi, con đúng cứ rồi. Suy nghĩ đi. Nhưng mà thật sự cô rất yêu quý con, quá yêu quý luôn. Yêu quý lắm, không yêu quý vừa, rất yêu quý. Cô tham gia chương trình nào cũng đạt quán quân hết. Bất cứ chương trình nào cũng đạt quán quân. Nếu không quán quân thì á quân, mà không á quân thì thí sinh yêu thích nhất. Hãy về đội của cô đi, cô sẽ tạo cho con là thí sinh yêu thích nhất. Hoặc quán quân, hoặc quán quân luôn. Đi theo cô, đi. Thôi nha, bây giờ nha, Thanh Duy là cái người không bấm cho nên Thanh Duy sẽ là cái người quá rồi. Chọn bé, giờ hai đội kia về đi. Nói cái gì hay một hay câu nãy giờ chị có nói được cái gì đâu. Rồi, rút kinh nghiệm mấy đợt cô trước nghe đi. Cô không có micro, nhưng cô vẫn hát thầm thì vào tai con, để con biết được là tình cảm của cô dành cho con thế nào. Yêu, thương, thích, không cần phải nói ra như cô Hòa đâu con. Đây này. Không. Thấy không con nè. Cái đó không phải là hát thầm mà là nhiễu loạn thị phi. Không có, con thấy trường. Cô chạy lên đó, cô chạy từ đó lên đây. Cái chiếc giày của cô đã tét luôn, con thấy không? Con ơi, con thấy không? Con thấy được tình cảm của cô. Cô còn đi giày 15 phân mà cô phải đứng ngay để nói chuyện với con đấy. Bây giờ kính thưa quý vị và các bạn. Con bây giờ bình tâm nói như thế này. Về cô Hòa Minzy, cổ cũng đã phân tích hết rồi. Cổ, cái đôi giày mà cổ có lết lên đây là do cổ chọn, chứ không phải là cổ mà chịu cực chịu khổ gì đâu, ngay từ lúc đầu. Còn cô Diệu Nhi đầy nước mắt, gia đình không có điều kiện lấy đôi giày cũ mang, chứ không phải là vì con mà rách ha. Rồi bây giờ mọi thứ nó rõ ràng rồi, bây giờ chọn đi. Nhi, tém tém lại hồi nãy là em nói cái thí sinh không chọn em, mới nhớ không? Ờ rồi. Và con ơi, cảm ơn, hồi nãy con thấy cái tiết mục duyên phận đó thật là hay đúng không con? Ừ, thật là tuyệt vời khi mà các đội huấn luyện viên đã chọn cho con cũng như hát theo con một cái bài hát không phù hợp với lứa tuổi con lắm. Nhưng mà không sao cả, vì đó không phải là phần thi. Cái đó là bài cô Hòa chọn, còn cô biết rất là nhiều bài hát giống như bài Chị Đi Tìm Em vậy đó. Em ơi cô nghe chẳng tiếng gì. Cái bài đó không phải là cô cố tình chọn cho con, mà nhìn vào mắt con, cô cảm thấy là con biết bài đó. Đúng rồi. Vì từ nãy giờ con lắc đầu rất là nhiều bài mà chú Trung nói, và cô nói phát là con đồng ý ngay, tức là con biết, tức là con và cô hiểu ý nhau. Rồi, tâm được rồi, đầu ý thôi, nhau. Được rồi, được rồi, được rồi. Hòa Minh Di, ok. Bây giờ như thế này, Diệu Nhi hiểu luôn rồi. Sao? Thật sự về ai cũng là hay hết, về ai cũng thương con hết. Con về đội cô không? Cái gì vậy? Không có. Nào mọi người ơi, mọi người nói quá nhiều rồi, để cho bé được nói nhá. Chọn đi. Bây giờ con nói về tâm lý của con, cảm nghĩ của con đi. Cảm nghĩ của con thật sự giờ rất là vui. Khi mà được cả hai huấn luyện viên bấm chọn con, cả hai con đều yêu quý nhất. Xưa mới vẫn hay thường lang thang, ngáo du khắp nơi chẳng mỏi mệt. Đến lúc có cơn gió thật là thổi mây trở về bên đồi kia, nơi mình đến đây thần nên thơ, chung quên nước cao gần bên mây. Núi cứ đứng yên đến hiền hòa, làm cho mình ngọc ngưng không rời xa. Từ ngày mây ghé qua, trời bóng xanh thêm lời ca. Mây làm núi âm bao ngày qua thiết tha. Lời cọp cây nào rằng mây núi bên nhau thật vui. Ôi tình bạn của mây núi thần đẹp tựa everybody. Chẳng đổi thay, nhưng nay sắc mây đã đổi màu. Có những lúc mây buồn một mình, thả trôi đôi vui bên làn gió. Ai hay nước kia buồn xanh sao, trong thấy sắc mây lòng gần ngồi. Núi có biết đâu đến lúc một ngày, là mây buồn trở từ xa đi xa. Vì ngày xưa núi hiền, nên níu chân mây lại đây. Nay, mây muôn khiêu dù cùng cơn gió kia. Ở thềm mây cũng buồn, núi kia đau buồn hơn. Mây đi giờ có cây trắng còn hồn kia cứ mà. Hey 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 hey. Yo hey hey.
cơn gió mà nắng mây chờ về lại. Sắc mây đã đổi màu, cứ như lúc mây muôn một mình thả trôi đủ với bên làn gió. Ai hay nước kia buồn xanh sao, trong cái giấc mây lòng ngậm ngùi. Núi cứ biết đâu đến lúc một ngày là mây muốn trở từ gió đi xa. Hey! Về ngày xưa núi hiền nên níu chân mây lại đây. Hey! Này mây muốn phiêu dù cùng cơn gió kia, ở thì mây cũng buồn nhưng núi kia đau buồn hơn. Mây đi rồi vào đây chẳng còn hồn nhiên. Chuyện từng mây nỗi buồn, chuyện của mây nỗi buồn 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 buồn. Chuyện của mây nỗi buồn 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 buồn. Hôm nay cho Phương Hương và Gia Uy. Trời ơi, cái gì mà quậy dữ vậy? Không có bình yên xíu đâu nào luôn. Đâu phải thi hát đâu, nó thi thú hề chứ sinh không. Dễ thật, y chang hai người này luôn. Bởi vậy, ở đây là Thanh Duy lúc nhỏ, phải không? Đây là Khả Như lúc... Đúng rồi. Trời ơi, tao y đúng chị luôn á chị. Tinh nghịch dễ sợ. Chú Lập ơi, sao chú đứng lên luôn rồi chú? Tại vì thích á, thích được hóa thân á. May mắn cho các con là con đến với chương trình này với những cái bài hát mà cần cái sự hóa thân, là tất cả các cô chú huấn luyện viên cho con hóa thân một cách thoải mái luôn. Ban đầu chú nghe cái bài hát này nó khá là an toàn, là bởi vì mình nghe vu vơ, nghe vui vui mỗi ngày được thì làm sao có thể phô được những cái kỹ năng của tụi con. Nhưng mà rất là phục, rất là cảm ơn chú Duy cũng như là cô Khả Như đã biết cách khai thác tụi con. Từ đầu của chương trình tới bây giờ, mình là một cái màu riêng biệt nha, vui chơi với âm nhạc. Con tin tụi con là người tiền sử, và tất cả mọi người đang nhìn lên giống như đang xem một cái chương trình ngày xưa. Tụi con đang kể về sự hình thành của mây và núi, của thiên nhiên, của trời đất, của âm dương hòa hợp. Chưa có hát nha, bước ra với hai tạo hình này thôi là đã khiến cái sự tò mò đối với những cái bạn cùng trang lứa với tụi con nữa, là rất là chịu nghe tụi con hát, là bởi vì nó rất là thú vị về mặt hình ảnh. Và trong đó có một cách xử lý chú rất là thích luôn. Có một đoạn tụi con hát giọng nam. Rồi mấy nơi phương nào đời bao nỗi buồn cho nuôi. Con vô tăng á, vô dây đờn á, dễ thương lắm. Đi xuyến này kia kia nọ nữa đó. Và chú cảm giác là tụi con không còn có miếng áp lực nào hết trơn. Có thể là dùng cái từ là điên khùng và thỏa sức hết mình luôn á. Nó rất là dễ thương. Rất là cảm ơn tụi con. Và đây là một tiết mục chú cực kỳ thích nha. Cảm ơn con, chú Hoàng Lập. Cả tình âm nhạc mà tất cả các tiết mục của đội anh Thanh Duy và chị Khả Như mang tới cho chương trình ra một cái màu rất là riêng biệt. Và nhìn vào là người ta biết ngay là đội của anh Thanh Duy trình diễn rất là lạc quan, rất là yêu đời. Các con phải cảm thấy rất là may mắn vì vào được đội của hai cô chú huấn luyện viên luôn luôn mang lại một cái màu sắc rất là đặc biệt. Các con hãy cảm ơn huấn luyện viên của mình thật là nhiều vì đã mang cho bọn con một tiết mục thật sự được đầu tư hết sức là có tâm, và để cho bọn con được rong chơi với âm nhạc, bọn con được thỏa sức làm những điều bọn con muốn. Hãy cảm ơn cô chú ý nha. Cảm ơn chú rất nhiều. Bây giờ là phải mời anh Trung với lại Triều Nhi chia sẻ, xin mời. Em có mấy cái ý em muốn nói mà bé Lập cũng đã nói hết. Ủa, nói hết luôn hả? Nói cả cái lúc mà đi xuyến giờ mây đang phương nào đó. Wow. Nói lúc đó luôn. Chị hát từng đấy câu nghe hay ghê luôn đó trời. Chị hát hai câu là hay nhất, mà chị hát câu thứ ba là nó banh cái bài người ta liền. Thật sự dễ thương lắm. Cái bài hát này là rất là lâu rồi. Cái bài này là cả một tuổi thơ của cô Diệu Nhi. Đây là ngày xưa là các anh chị trong nhóm nhạc The Bells hát. Ủa, cô Diệu Nhi thích lắm và ngày nào cũng hát luôn. Cho nên khi tụi con vừa hát lên là cái hồi ức tuổi trẻ của cô Diệu Nhi sống vậy, là cô Diệu Nhi đứng dậy hát nhép theo tụi con liền. Cô bất ngờ nhất là lúc tụi con đi xuyến như vậy nè. Nó dễ thương, mình không có nghĩ tới là anh Thanh Duy với lại chị Khả Như đã xử lý tụi con như vậy. Thương dạ, xử lý nổi. Bài hát nha, xử lý tụi con luôn. Xin lỗi, tại vì cô đang bị nhập tâm vô tụi con quá, dễ thương. Chưa kịp sáng đèn nữa, trong bóng tối cô thấy hai cái đầu xù xù là cô thấy trời ơi cái gì vậy, dễ thương quá đây nè. Là có cái để mà khán giả họ trông chờ vào cái phần trình diễn của tụi con rồi. Cho nên chúc mừng tụi con nha. Cảm ơn cô ạ. Khi mà nghe tụi con hát bài hát này, chú nhớ lại cái thời mà bắt đầu vô sự nghiệp năm 2003. Anh chị nhóm The Bell đã hát bài này rất thành công, mà lúc mà hát là đứng ở dưới ngồi vỗ tay theo, thích lắm. Nhưng mà cái điều hôm nay mà người sướng nhất á, không phải là ở đây, không phải là Thanh Duy, không phải là Khả Như, mà là anh Vĩnh Tâm. À, kính thưa quý vị, anh Vĩnh Tâm là người sáng tác bài hát này. Tác giả của bài hát. Nhạc sĩ sáng tác là Thúy Mây và Núi. Và đây là người đã sáng tác ra cái bài hát Đi Vào Thanh Xuân của chúng ta, đúng không? Cảm ơn anh Vĩnh Tâm. Em luôn nè, ngoài cái bài đó ra nha, anh còn bài Hãy Để Cho Em Ngày Mai nữa. Rồi có một ca khúc nữa mà đó là bài hát của ca sĩ Quang Binh hát, Tình Yêu Tìm Thấy, đúng không anh? Yeah. Đúng rồi. Ôi tình say mình ngọt ngào hồng. Đúng rồi.
Và trời, tiếng chết guitar, rồi. Cái tiếng guitar lúc đó của anh đi nghe, trời chết người. Chết rồi. Rồi ông này. Anh Sư, phải nhắc các con phải cực kỳ thấy biết ơn vì đã được tham gia một chương trình mà có các chú band nhạc cực kỳ xuất sắc như thế. Yeah. Trời ơi, nguyên một ký ức còn đi học nó ùa về. Lên đây hết, lên sân khấu hết giùm em. Anh Tâm ơi, cho em hát. Trời ơi, ngày xưa mê bài này lắm. Anh lại cho hát. Đúng rồi, đúng rồi, lên sân khấu hết cho em. Trời ơi, chết trời rồi. Ngày xưa em với bạn em ba đứa bạn luôn. Một năm mỗi người đóng từng thành viên trong đó rồi. Quấn mền, quấn đồ. Ủa dạ? Giờ hôm nay em quấn cái gì? Sao bạn đó mà em quấn mền vậy? Thật sự luôn á, thật sự á. Thế bây giờ nè, chúng ta sẽ có một tiết mục top ca ca khúc này. Ngày hôm nay sẽ là một tiết mục đặc biệt nhất thế giới, tái hiện lại không gian ký ức tuổi thơ với ca khúc Mây và Núi tập thể. Xin mời ban nhạc. Tăng 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 tăng. Hey ho. Nhảy nha, hey! Nhảy nha, nhảy nha. Xưa mới vẫn hay thường lang thang, ngao du khắp nơi chẳng mỏi mệt. Đến lúc qua cơn gió thật là thôi mây trở về bên đồi kia. Nơi mới đến đây thật nên thơ, chung quen nước cao gần bên mây. Núi cứ đứng yên đến hiền hòa, làm cho mình muốn không rời xa. Từ ngày mây ghé qua, trời bỗng xanh thêm lời ca. Mây làm núi ấm bao ngày qua thiết tha. Lời cỏ cây nói rằng mây núi bên nhau thật vui. Hey! Ôi tình bạn của mây núi thật đẹp tuyệt vời. Hey! 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 Lòng gầm ngồi núi cứ biết đâu đến một ngày là mây muốn thả tự do đi xa. Vì ngày xưa núi hiền nên níu chân mây lại đây. Hey này, mây muốn phiêu du cùng cơn gió kia. Từ khi mây không buồn nhưng núi kia đau buồn hơn. Mây đi giờ có cây trắng còn hồn nhiên. Chậm là khúc hát nào chậm, vậy ta? Khúc này hát chậm nè, hát chậm. Hát chậm giờ nè. Mây đang phương nào? 2, 3. Giờ mây đang phương nào để bao nỗi buồn trôi nuôi. Mây có hay chẳng đây mũi đang ngả buồn. Những nỗi luôn mong chờ ngày kia sẽ có một cơn gió mang áng mây trở về lại bên đồi núi. Hay quá. Anh Tâm ơi, em xin chia sẻ lời xin lỗi sâu sắc của em. Dạ. Tại vì để cho hai con em của em lên hát mà phá bài của anh quá. Cho em hỏi là cái cảm giác của anh khi nghe cái bài hát này với top ca ngày hôm nay nè. Mời anh. Vui quá, xém khóc rồi. Trời ơi, dễ thương, một tràng pháo tay cho nhạc sĩ Vĩnh Tâm. Không có gì sướng bằng cái chuyện mà hát cái bài yêu thích mà hát dằn mặt nhạc sĩ hết em. Thôi cầm guốc về chứ còn nói gì nữa, tụi con lên sân khấu lại. Thôi vui quá, vui quá. Các bạn nhỏ trong chương trình này là những người rất là tài năng đúng không quý vị? Vỗ tay cho cặp đôi này của tụi em một lần nữa. Dạ, lời cuối cùng con xin cảm ơn các huấn luyện viên, cảm ơn tất cả mọi người có tại trường quay và con xin cảm ơn ban nhạc, đặc biệt là chú tác giả Vĩnh Tâm ạ. Trời ơi, dễ sợ. Trời ơi, đừng khóc nha anh. Con nhà ai mà khéo dữ vậy ta? Ba mẹ người ta. Ba mẹ người ta. Trời ơi, chị chỉ được chương trình mời vô đây thôi. Rồi. Xin chào cô chú ạ. Con chào cô chú. Anh Tâm bữa nào viết cho em bài nha anh Tâm. Hold my breath, let it
darling, without you, all the shine of a thousand spotlight, all the star we steal from the night sky will never be enough, never be enough. Towers of gold were still too little. This hand could hold the world, but it will never be enough, never be enough. For me, never, 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 never. For me, never enough, never enough, never enough. Ơi. Ủa ngủ luôn hả? Dậy đi. Hôm nay cho Thảo Nguyên và Minh Thư. Tưởng đâu ngủ luôn rồi chứ. Mời tụi con ra sân khấu nào. Ủa tay cho hai con. Với cái phiên bản gốc á, hoành tráng, quá là lộng lẫy, nhưng tụi con thì rất là mơ mộng và đúng với lứa tuổi của tụi con luôn. Cô Khải Như với chú Thanh Duy có cảm nhận gì ạ? Rất là hợp với đội của cô Hòa. Nhìn vô là biết đây sẽ là đội của cô Hòa luôn. Chú rất là thích cái phần mà tụi con hát giả thanh, đúng nốt, mượt mà. Tiếc ở một chỗ là cái đoạn mà cao trào nhất thì tụi con lại chọn hát ở trên giường. Cái giường nệm nó êm á, mình đứng á, mình bị lúng. Và khi mình lúng á, thì mình cứ hay bị lắc lư. Mà mình lắc lư như vậy á, thì cái cột hơi mình không vững. Có một cái lỗi mà Như đã từng bị rồi với thí sinh của mình. Đó là đến cái đoạn quan trọng nhất để giữ cột hơi, để hát thật hay thì lại cho thí sinh chạy trên sân khấu. Rất khó, nhưng tụi con đã vượt qua được, về bờ an toàn. Chúc mừng tụi con. Cô nghĩ là mỗi tiết mục thì cái sự cảm nhận của khán giả đều khác nhau. Sự cảm nhận của cô là cô nổi da gà ngay từ khi mà hai con hát những cái câu đầu tiên. Và cô cảm thấy giống như mình lạc vào cái xứ sở thần tiên vậy đó. Giọng hai con rất là trong trẻo, giống như là cô đang bị hút vào cái câu chuyện của hai con vậy đó. Nó rất là nhẹ nhàng, nó rất là thu hút luôn. Với một người khán giả như cô là đã chinh phục được cô rồi. Cảm ơn cô. Mặc dù hai đứa mình ngồi chung một đội, nhưng mà riêng bài hát này hai đứa mình trái chiều. Bài hát này là một cái bài hát có quãng rất là rộng luôn. Cảm giác của chú bài hát này khó tính chút xíu là chú thấy nó chưa có được tới cho lắm. Cảm ơn các anh chị rất là nhiều. Tại vì thực ra em rất là buồn. Đây là một tiết mục em khá là hy vọng. Không phải ai cũng có một cái bản năng, cái bản năng về cái sự biểu diễn nhạc kịch ấy ạ. Đây là một cái thử thách mà đặt cho các con. Nhưng khi mà các con tập thật sự đã làm tốt hơn rất là nhiều. Nên là rất là mong là mọi người thông cảm. Không sao. Nhạc kịch là một cái quá là khó. Đối với em mà em làm còn không phải xuất sắc ấy,
quan trọng là mình dám thử hay không. Dạ vâng, nhưng mà thật sự các con là những người mà có tố chất và có khả năng để làm được những cái điều này, nhưng mà thời gian để tập luyện cho một tiết mục này nó quá ngắn. Em mong tất cả mọi người hãy cổ vũ cho hai bé ạ. Đến bản thân cô cũng vậy, khi mà cô diễn một cái vở kịch hay là một bộ phim nào đi chăng nữa, 100 người khán giả nhìn thấy cô và chắc chắn không phải 100 người đó đều khen cô, và mình phải chấp nhận điều đó. Và cô cũng không được tự ti là tại sao 100 người đó đều không thích mình 100% vậy. Ở nơi đây có người khen con và có người chưa hài lòng với lại tiết mục của con. Con vẫn tiếp tục tự tin là hôm nay mình đã thật sự cố gắng hết sức ở những cái buổi tập, và ngày hôm nay tụi con đã rất thành công rồi. Cô biết cô Hòa dành cho tất cả những cái thành viên ở trong đội cô Hòa quá nhiều tình cảm đi. Cái sự kỳ vọng của đúng rồi, quá lớn. Đối với một người khán giả như cô thì tiết mục hồi nãy rất là hay. Vui lên. Không có gì tuyệt vời bằng cái việc mà mình đã làm với những gì mà mình hứng thú nhất, phù hợp nhất đối với mình. Và cô Hòa thì muốn cho các con thử về cái thể loại nhạc kịch. Và rõ ràng khi mà chú nhìn lên, chú rất là thích và rất là thương tụi con, là bởi vì tụi con đã tiếp nhận hết tất cả những gì mà chú đã dạy cho con, tập cho con. Và đó là một cái chú rất là trân trọng. Dạ vâng, tụi con thật sự nè, ngày hôm nay tụi con đã làm rất là tốt rồi. Một tràng hú tay nữa cho Minh Thư và Thảo Nguyên chứ còn nói gì nữa. Quý vị thân mến, dạy chữ thánh hiền bên mái đình xưa, mùi ngói hàng cao, học trò làng tôi trau dồi trí tuệ. Nhất từ vi sư, ban từ vi sư, ơn sau trời bề tình thay từ nguồn đạo lý ngàn đời. Thiên trời địa đất cử cắt tôn con, cửu con tôn cháu, lục sáu tam ba, gia nhà quốc nước, tiền trước hậu sau, ngưu trâu mã ngựa, cửa cửa nhà răng, vô trang hữu có, thức biết chi hay, túc đủ đa nhiều. Sẽ chữ thánh hiền bên mái đình xưa, mùi ngói hàng cao, học trò làng tôi trao dồi trí tuệ. Nhất từ vi sư, ban từ vi sư, ơn sâu trời bề tình thầy từ nguồn đạo lý ngàn đời. Nhất từ vi sư, ban từ vi sư, ở sau trời bề tình thay bao la. Chứ thầy trao cho trong lều đi thi, danh thơ hiền đạt cho đó chàng nguyên. Mãi tổ vinh quy nghĩa thầy không quên, nước chảy từ nguồn đạo lý. Nước chảy từ nguồn đạo lý ngàn đời.
Tụi con chào các cô chú đi, giới thiệu tí xíu về mình. Con xin chào tất cả các khán giả đang có mặt tại đây. Và con cũng xin chào tất cả các ban giám khảo. Và con cũng dành một lời cảm ơn cho các chú đánh ở ban nhạc đã cho con hoàn thành một tiết mục tốt ạ. Con tên là Nguyễn Duy Linh, con đến từ Hà Nội và năm nay con 12 tuổi ạ. Con tên là Trần Đình Huy Trường, năm nay con 12 tuổi, con đến từ thành phố Hà Nội ạ. Hai bạn đều đến từ Hà Nội hết. Trời ơi, đã có sự lựa chọn rồi, chúc mừng tụi con. Con cảm thấy hơi bất ngờ và dòng nhạc này cũng không phải là dòng nhạc sở trường của con. Thế dòng thì nhạc con có thể thể hiện dòng nhạc mà sở trường của con không? Đến phương Nam lòng nghe dòng sông nước trời, nghe một điều ơ nửa đêm bao giờ. Đến phương Nam lòng nghe đường xa vô ngừa, nghe nồng thơm hoa ngừa qua bên xa. Đêm phương Nam nhìn lên mây bay khói tỏa, nhìn hòn đá lan. Hey. Nghiêng hey. Nghiêng hey. Nghiêng nghiêng câu ca dao. Yeah. Nghiêng nghiêng mái chèo. Hết thuộc rồi. Nhưng mà thật sự ra hát trong này tự nhiên cái tự tin hẳn đúng không ạ? Con nhìn vừa thấy bước ra và cái cách giao lưu của con, cô cảm nhận được là con sẽ còn làm được nhiều hơn thế nữa. Thế còn bằng áo cam đỏ, dòng nhạc của con là gì? Dòng nhạc của con là dân ca. Dân ca miền Nam hay là miền Bắc con? Dạ miền Bắc ạ. Mời rồi, con. Dân ca đương đại đó rồi, kiểu đó. Thư pháp ngàn năm núi cao sông dài phác họa hình nước non. Thư pháp từ tâm nét cong nét thẳng phác họa người dương. Người dương. Ok. Cảm ơn con. Chào mừng con về đội với cô chú. Chú chỉ nói một điều thôi. Đây có thể không phải là cái dòng mà cô chú là sở trường, nhưng chú hứa khi mà tụi con về đội của cô chú sẽ nghiên cứu. Chú sẽ nghiên cứu thật là nhiều về cái dòng mà tụi con cũng mạnh, và đặc biệt là những cái dòng khác mà tụi con cũng có tiềm năng. Hy vọng là chúng ta sẽ cùng nhau làm một cái điều gì tuyệt vời cho Tuyệt Đỉnh Song Ca nhí, được không? Yeah, chúc mừng tụi con về với đội của mình. Chúc mừng đội màu hồng. Đừng có buồn nha, không phải không bấm nha, hát rất là hay nha, không có buồn. Chào mọi người, chào mọi người. Không cho nói tiếng nào, không cho chào luôn hả? Chúc mừng hai con nha, tốt quá, đẹp trai quá. Con ơi, con bao nhiêu tuổi rồi, nhà con có hai đứa cháu gái á. Trời ơi, Nhi ơi em nhỏ, còn nhỏ lắm. Nãy vừa mở ra trời, vừa đẹp trai quá, chọn đi anh. Vừa mở ra trời đẹp trai quá anh, chọn đi anh, chọn đi anh. Đẹp trai, dễ thương, có chịu nổi. Quý vị và các bạn thân mến, sẽ có rất nhiều sự bất ngờ xảy ra trên sân khấu này. Và tiết mục tiếp theo sẽ là gì? Xin mời tất cả quý vị cùng nhau theo dõi, xin mời. Cây có hiểu vì sao chim thường kêu
phải không anh, phải không em? Chết ly thuộc về mọi người, không chịu sống đời nhỏ nhoi. Giết hết về bạn bè tôi, những người sống vì mọi người. Ngày đêm canh giữ đất trời, rạng rỡ như sương mai nở tuyệt vời, và đó chính là Nguyễn Đoàn Trấn Quốc. Wow, thấy thương chưa kể ơi, ở những giây phút cuối cùng thì đội màu đỏ cũng chọn con luôn. Chúc mừng cho con, một tràng hót tay thật lớn cho bạn nào. Lại màu đỏ. Con ơi, con hãy phá cái lời nguyền là đội màu đỏ sẽ về đội màu đỏ đi. Mình thương ơi, anh ơi, màu đỏ, màu đỏ, màu đỏ, phá cái lời nguyền đó đi. Đây là đội màu hồng, hồng đậm nha, hồng cánh sen, có nghĩa là màu hồng cộng với màu đỏ ra màu này. Vậy là chắc chắn là nó không có màu vàng rồi đúng không? Có, đúng rồi. Bây giờ gặp được không? Anh ơi, đủ máu rồi. Rồi, con trai giới thiệu tí xíu về mình đi nào. Dạ, con tên là Nguyễn Đình Trấn Quốc, đến từ An Giang, năm nay con 11 tuổi. Chào con. Và con xin kính chào ban huấn luyện viên cùng toàn thể các quý vị khán giả đang có mặt ở đây. An Giang, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi. Con ở đâu anh Giang? Con muốn đi dạ con ở Thoại Sơn, An Giang. Trời ơi, Thoại Sơn là chú đó gần quê nội chú luôn. Chú ở Chi Tôn, Tỉnh Biên, kế bên con ơi. Anh Duy, anh nói cho mọi người biết đi, quê anh ở đâu? Anh Duy ở đâu? Dạ chú ở Trà Vinh con. anh Giang hả con? Anh Giang thì nếu mà mai sau cô mà lấy người cô đang yêu đó, cô làm dâu anh Giang đó con. Ê! Một phút bia trả hình. Trời ơi, rồi em bây giờ không thích điều này. Thôi bây giờ quên hết chuyện gia đình, bây giờ mình nói về giọng hát của bé nè. Anh Duy, tại sao đội của anh là muốn quyết định là lựa chọn bé đầu tiên? Con hát á, là hai cô chú còn hơi lấn cứng xíu. Tại vì á, là rõ ràng là con là một cậu bé có năng khiếu, nhưng mà là con chưa có ai dạy con hết. Cho nên là cái gì mà con có là con cho mọi người hết. Con hát bằng hết cái trái tim, hát bằng hết cái ngọn lửa trong lòng mình. Nhưng mình cần phải có một cái người hướng dẫn, để cái người đó biết cân bằng giữa cái nội lực của con và cái sự nhiều khi mình đi hát lớn quá hay là mình hát bị lố quá, thì sẽ có một cái người là chú và cô Khải Như sẽ balance, cái cân bằng lại để mà cho con có một cái tiết mục nó vừa phải, nó không có bị quá xìu mà nó cũng không bị mà quá lố để mà mình bị phá đi cái giọng của mình, vẫn là một tiết mục vừa phải và hấp dẫn. Và đặc biệt nữa, khi mà mở cái cửa này ra, con quay lại chú thấy rõ ràng là con nhìn thẳng vào đội cô chú cười một cái, đúng không? Chào nữa rất đúng là không? Lịch sự luôn, lịch sự lắm đó. Nên là chú thấy là tụi mình cũng có một cái gọi là cái sự liên quan nhẹ nhẹ đó, liên kết nhẹ đó. Nhẹ đó, nên là con hãy suy nghĩ và nhớ chọn đội cô trước. Rồi, mời đó, mời đó. Trời, đứng lên liền luôn. Trời ơi, nói về cái việc mà ngọn lửa của mình làm cho thế nào để cho nó phù hợp trong từng cái lời hát đó con. Có những lúc nhẹ nhàng thì lửa nhỏ, có những lúc mà cao trào thì lửa lớn. Bây giờ chú nói cho con dễ hình dung, con biết cái bếp ga không? Dạ biết. Đó, cái bếp ga lúc mà nước cái chưa có sôi á, mình làm lửa lớn và nước sôi rồi á, cái mình riu lửa lại chút xíu để mình cân bằng cái độ sôi sục của nước ở trong đó. Dạ, đó được. Cái bếp ga nè con, đây là bếp ga nè. Đó, bếp ga, vừa dặn bếp ga, còn con là lửa, khán giả chính là nước. Đó, phong thủy quá trời. Trời ơi. Thì nó cho, tại sao không kể ra như vậy là thiếu một cái nồi. Đúng. Phải có cái nồi chứ, bây giờ cái bếp ga với cái lửa với cái nước, cái nồi đâu? Nếu mà nói về lửa, nếu mà nói về lửa thì cả chú và cô Khải Như đều là mạng hỏa hết. Con cả nói hai về đều lửa. Là hai cái chùm lửa nè, sẽ tiếp lửa cho con. Con nói về lửa là không ai rành bằng cô Như hết. Sao? Lửa làm sao? Hả? Bên kia hai ngọn lửa mà lửa lớn quá đâm ra sẽ cháy lớn con à. Bên đây một lửa. Kim. Kim là gì? Kim loại, mạng kim. Ủa là bây giờ mình đi thi là mình coi mạng rồi. Đúng rồi, đồng thủy này. Đồng thủy. Thật sự là đã là thí sinh cuối cùng rồi, cho nên là chúng ta không còn gì để mất nữa. Đúng. Tất cả những điều mà chú Lập nói là để cho con hiểu về cái lửa, tất cả mọi thứ. Nhưng về cái chuyên môn thì cô Hòa xin được phép nói là cô Hòa nhìn ra được rất là nhiều khuyết điểm trong giọng hát của con. Và cô Hòa, cái thể loại này con hát bằng giọng Bắc đúng không?
Dạ. Hát tất cả các thể loại bằng giọng Bắc. Này cô giọng Bắc này con nhá. Khi mà cô học ở trong trường nghệ thuật á, là cô đã học đầy đủ chín muồi tất cả mọi thứ về thanh nhạc, và cô rất hy vọng là cô có thể truyền được tất cả những kinh nghiệm của cô vào trong suốt 5 năm qua dành cho con. Cô Hà sẽ dạy con cách mà hát giọng Bắc, nhưng chú sẽ dạy con hát đúng chính tả, chứ không có thiên về muốn thay đổi con, là bắt con thay đổi ra một cái người khác không phải là con nữa. Con vẫn sẽ là con thôi, nhưng với một cái phiên bản khác được chú chỉnh lại ở phần chính tả và nhiều cái phong cách biểu diễn khác nữa. Rồi, xin mời đội nãy giờ không bấm mà muốn lên tiếng nè. Tính từ đầu giờ chú ít người ít nói nhất, chú chỉ làm thôi. Chú có món quà tặng con, và cái món quà này á là cũng là gợi ý của chú, con nên về đội nào nha con. Trời ơi, chú hết dễ thương. Trời ơi, ở đâu anh chuẩn bị nó bong bóng vậy? Trời dễ thương nè, đội nè. Đó. Bẻ bẻ qua bên đó. Thôi đi đi cho nó đó. Ừ, ra làm sao luôn hả? Ừ, giống rồi. Rồi bây giờ hãy suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định của con. Con sẽ về với đội của cô chú nào? Vì món quà của chú Hồ Việt Trung, nhưng con sẽ chọn về đội của chú Huỳnh Lập và cô Hoa Messi. Trời ơi, cảm ơn con trai. Lời nguyện không bao giờ chấm dứt. Lời nguyện vẫn cài trên đầu con nha. Đây, lời nguyện. Cái này là hụt hẫng thật, hụt hẫng thật. Thằng bé cứ nhìn tôi cười cười, nhìn anh Duy cười cười. Về đội chú phải không con? Cười cười đi thẳng về đội đó. Yeah. Wow, đúng kiểu em luôn. Thuyền ta ước, thuyền ta xuôi, giữa dòng nước bạc nhịp treo ta bơi. Ai đâm Quan nhàn mãi chiều là quan
bóng chiều in ngất ngưa, ta nhìn đất trời một dòng nghiêng soi, nghe tiếng rừng nghe tiếng suối, xôn xao mái treo nhịp đời sinh sôi. Thuyền về mà bên mái, ôi à. Cá nàng lưới ơi, hử là cá nàng lưới đời, ôi à. Thuyền ta ngược, thuyền ta xuôi, thuyền ta ngược, thuyền ta xuôi, nhìn bóng chiều yên ngân nước, ta nhìn bóng chiều yên ngân nước, thuyền ta ngược, thuyền ta xuôi, thuyền ta ngược, thuyền ta xuôi. Vừa đó là Trấn Quốc, Minh Thư và Mai Phương. Wow, trời nổi da gà. Thật sự em giống với chị Như luôn á, nổi hết da gà, đúng với tinh thần là vòng hòa thành. Chị Như ơi, sẵn tiện mình tiếp tục luôn đi ạ. Cảm xúc của chị và anh Duy. Trời ơi anh Duy, anh nói đi, anh nói đi rồi em nói. Rất là hòa Minzy. Yeah. Thật sự bé bên này là con tên gì nè? Minh Thư. Minh Thư, con hát giống mình như hòa Minzy hồi trước cô biết. Chính xác. Hát à. Rồi cái cô này là hòa Minzy bây giờ nè. Cô này Mai Phương thì từ từ lại, nhẹ nhàng lại. Có nghĩa là hòa Minzy ở đâu đó. Cô Hòa đã chọn cho tụi con một cái bài hát rất là hợp với cá tính và chất giọng. Và đặc biệt hơn nữa là tụi con rất là thoải mái ở trên sân khấu. Tức là tụi con không xem sân khấu như là nơi mà mình đang đi thi, mà là cái cách mà tụi con đang tụi làm á. Tụi con đang biểu diễn, tụi con giao lưu rất là thoải mái. Hát đi à, cùng qua giọng nè. Cô cảm nhận được cái điều đó. Đúng rồi. Nè, cái khúc mà hai đứa đang hát hát ở ngoài, tới khúc mà đoàn giọng mà Ôi á nha. 2 3. Ôi á. Là tụi biết xây vô nhìn nhau. Yeah. Rất là dễ thương. Cái lửa tụi con ấy, nó tự nhiên lắm. Cái tự tin của các con rất là ngây thơ, rất là đáng yêu. Và cô vẫn cảm thấy yêu các con rất nhiều. Chúc mừng các con. Yeah, xin được cảm ơn chị Khải Như và anh Thanh Duy. Còn anh Trung và Dĩ Nhi sao ạ? Về phần hát thì riêng bài hát này mà con đã vào tay của cô Hòa Minh Duy thì không còn gì phải nói rồi. Vào vai. Rất vào việc ạ. Đúng ngay chất của cô Hòa. Về phần diễn, từng người diễn rất là tốt. Nhưng có một chỗ như thế này, khi mình đã hát nhóm với nhau thì khi mình diễn mình phải cân sức với nhau. Mình diễn quá trời diễn mà hai bạn kia làm nhẹ hơn mình thì cảm giác là mình đang bị bung quá. Mình chỉ được bung lụa khi câu solo của mình đã hòa thanh và phải hòa luôn cái cách diễn mới được. Còn cô Diệu Nhi sao? Bây giờ còn cười không luôn á. Em tính nói cái ý về biểu diễn, nhưng mà anh Trung cũng đã nói luôn rồi. Tất nhiên ai cũng có một cái cá tính, một cái cảm thụ âm nhạc khác nhau hết. Nhưng mà chỉ khi con đứng một mình thôi, giống như chú Trung nói tới câu hát của con thì con có thể thoải mái, con feel theo kiểu của con. Nhưng mà khi mà những cái câu hát chung, những cái sự diễn xuất của hai bạn á, thì nhìn hai bạn còn lại cái màu giống nhau, nhưng con lại cái màu khác nhau. Nhưng mà không sao hết, cái này là kinh nghiệm của mình thôi. Lần đầu tiên tụi con hát chung một nhóm như vậy mà, cho nên rút kinh nghiệm từ từ. Và bây giờ sau khi lắng nghe hết nhận xét của hai cặp huấn luyện viên còn lại rồi, xin mời nhà mình nè, Hòa Minzy và Huỳnh Lập, xin mời. Hai nhà bên kia cũng đã góp ý hết rồi, khen thì cũng là khen hết rồi, cũng đã góp ý rồi, thì chú rất là đồng lòng với những gì mà chú Trung đã góp ý cho tụi con. Chú nói tụi con có một ý là ngày hôm nay đó chính là chìa khóa giúp cho tụi con chiến thắng. Nó gì đó là sự truyền lửa cho nhau, rõ ràng là như vậy. Chú thật sự rất phục tụi con, là bởi vì chúng ta không có quá nhiều thời gian để ráp sân khấu. Chú góp ý và chú thị phạm, chú cho tụi con hãy nhìn vào mắt của nhau để thấy được những cái gì, những cái tình cảm của nhau trong cái bài hát đó, thì tự khán giả sẽ thấy tình cảm của con dành cho nhau và dành cho khán giả. Và đó chính là cái bí quyết mà ngày hôm nay tụi con đã đạt được thành công trên sân khấu này. Cảm ơn Huỳnh Lập. Còn Hòa Minzy, về giọng hát của các bạn nhỏ tối hôm nay thì sao? Các con biểu diễn như thế là em đã cảm thấy là tốt ở cái là các con biết giao lưu với nhau và làm thế nào để hát, để hiểu ý nhau và ngắt nhịp đúng câu, đúng chỗ. Ngày đầu tiên mà tập với các con á, là chỉ có Minh Thư là khiến em yên tâm nhất. Còn lại thì Mai Phương và Trấn Quốc là hai bạn không dám hát. Không dám bứt phá lên, không dám lên nốt cao, không dám luyến, không dám làm gì hết. Bởi vì là sợ là lên bị oét. Vỡ giọng. Em chỉ động viên các con là làm, cố lên, con thử làm xem có được không nào. Cuối cùng là làm, cuối cùng là được. Ngày hôm nay giống như anh có thể để ý lại cái đoạn mà Trấn Quốc hát thuyền ta ngược, thuyền ta xuôi, cái câu mà Mai Phương nói. Thuyền ta ngược, thuyền ta xuôi,
thuyền ta ngược, thuyền ta xuôi, nhìn bóng chiều. Là Mai Phương chưa bao giờ làm đến cái nốt đấy cả. Wow. Nhưng mà hôm nay con đã dám làm rồi thì em muốn tất cả mọi người dành tặng cho các con những tràng pháo tay về sự cố gắng, nỗ lực và bứt phá bản thân mình. Mai Phương là có thể làm tốt hơn, cao hơn rất là nhiều. Nhưng khi mà Mai Phương hát cùng với hai bạn đã không hát cái tông đó nữa, mà Mai Phương hát cái tông giống như các bạn để có thể hát cùng các bạn và tạo ra một tiết mục xuất sắc hơn. Trần Quốc thì cái câu mà bè lên cao anh có nhớ không ạ? Nhớ nhớ. Mới đầu Trần Quốc không làm được bởi vì con không có hơi để hát. Nhưng mà em đã dạy Trần Quốc cái cách mà để con có thể giữ hơi và có thể lên được nốt cao thì phải chăm chỉ như thế nào, thì ngày hôm nay con mới lên được đúng cái cao độ như thế. Cô cảm ơn, chúc mừng tất cả các con đã hoàn thành rất tốt tiết mục này. Cảm ơn huấn luyện viên Hòa Minzy và Huỳnh Lập đã giúp cho ba bạn nhỏ có một cái cơ hội được tỏa sáng và cháy hết mình với đam mê của mình trên sân khấu. Một lần nữa, một tràng pháo tay chúc mừng cho ba bạn nhỏ của chúng ta với cặp đôi huấn luyện viên Hòa Minzy và Huỳnh Lập. Cảm ơn anh Minh Vi và ban nhạc rất nhiều đã sửa và bản phối cho đội em để đội em có thể có một tiết mục sôi động đến thế ạ. Dạ vâng, xin được chúc mừng và cảm ơn tụi con. Mời tụi con vào trong nhá. Để rất em là nói tốt cho luôn nha. Chúc mừng hai con. Chúc mừng hai con đã có một phần trình diễn hết sức là xuất sắc. Và con có thể thấy biểu hiện của các cô chú dưới này đang rất rất là thích con luôn. Để các con giới thiệu tên của mình đi. Dạ, lời đầu tiên con xin gửi lời chào đến tất cả các vị huấn luyện viên và khán giả trong trường quay ạ. Con tên là Lê Trần Mỹ Anh, năm nay con 10 tuổi và con đến từ thành phố Hoa Phượng Đỏ. Dạ, con tên là Nguyễn Thu Huyền, năm nay con 10 tuổi và con đến từ thành phố Hòa Bình ạ. Hòa Bình. Con đã thấy được các cô chú vỗ tay cho con rất nhiều. Bây giờ cô sẽ hỏi đội đầu tiên để cho con biết cái cảm nhận của các cô chú về con nhào nha. Vâng ạ. Dạ, xin mời chị Diệu Nhi. Hết hồn. Hai con gái ơi. Thật sự nãy giờ hai con gái hát một bài hát nhạc nước ngoài. Mẹ hiểu chữ I, chữ Mi với chữ Du thôi. Thật ra mẹ nghe không kịp. Thật sự luôn á. Nhưng mà mẹ bị hút bởi vì cái giọng hát của hai con á, mẹ nghe mẹ cảm thấy tự nhiên nó hút mà mẹ nổi da gà hai ba lần luôn á. Thật sự luôn. Tại sao cái dáng người như là hai thiên thần nhỏ mà tại sao cái giọng hát nó có thể gọi là nó đầy, nó dày mà nó cao dữ vậy, không biết đấy trời. Trời ơi, ai đẻ mà khéo dữ vậy ta. Mẹ người ta đó Nhi. Nhưng mà mẹ mới của con nè. Mẹ hứa khi con về với mẹ với lại ba, một cái gia đình thứ hai của hai con, thì mẹ sẽ kêu ba chỉ cho con những cái gì mà liên quan tới thanh nhạc đó. Mời ba nói. Mày không vậy hả? Tuy là mình không có nhiều chuyên môn về âm nhạc, nhưng bên cạnh đó chúng ta có thể mang cho các bé cái cách trình diễn, cái cách dàn dựng thì đó, như thế nào đó để các bé có thể tự tin thể hiện bài hát của mình một cách phù hợp nhất. Đúng rồi. Đó, ý là cô Nhi vậy đó con. Ý mẹ là vậy đó. Và mẹ biết là cái giọng hai con không chỉ là hợp với dòng nhạc này không đâu, và rất còn hợp rất rất nhiều dòng nhạc khác. Và cái sự tự tin của hai con, mẹ chắc chắn là dòng nhạc nào hai con cũng không có chừa. Theo ba nghĩ là cái lửa của con diễn con tự tin lắm, như là con không quan tâm ai hết, con chỉ biết con hát thôi. Đó là cái điều đó là không phải ai cũng có. Cảm giác là tụi con không có một cái run sợ gì hết, rất tự tin luôn. Mà cái điều đó ba rất là thích. Về đây con. Đôi màu hồng thì không nói gì nhiều, chỉ muốn hát tặng con một câu thôi. Wow. Nào. I have nothing, nothing, nothing. If we don't, we. If we don't have you. Rồi. Chú quan tâm nhất là phần mình chọn bài hát gì để mà mình thi. Chú biết là phải có những bạn hợp với giọng hát này, giọng hát này, nhưng mà muốn ém hàng, muốn giữ lại những cái bài hay để mà mình đợi vòng sau. Chú thấy như vậy ổn. Và mình chọn một cái bài hát nào mà mình hát giỏi nhất, đúng với cái sở trường của mình nhất. Nếu mà tụi con về đội của chú với cô Khải Như thì chú cũng sẽ có những cái bài hát tiếng Anh có thể tôn lên được cái giọng hát của tụi con. Mà không chỉ là tiếng Anh, tụi con có thể một lâu lâu tụi mình bẻ một cái để cho khán giả bất ngờ về cái khả năng của mình. Và chú nghĩ là hai con có thể làm được cái chuyện đó, nên hãy về đội của cô chú nhé. Đây đây, còn cái này chú xin khoe cái nhà bên kia luôn. Là bây giờ con hát tiếng Anh đúng không? Nhưng mà con nhiều cái nốt mà con vẫn chưa có phát âm được chuẩn cái tiếng Anh đó. Đây, thầy giáo dạy thầy giáo dạy ngay luôn con. Trước khi mà cô Hòa Minzy sẽ để cho các con hội ý và suy nghĩ và đưa ra quyết định của mình đó, thì cô Nhi xin gửi tặng cho hai con cô Nhi bài hát tiếng Anh của cô Nhi cũng biết hát dữ lắm. Chỉ là hát không hay thôi. Thì I love you, you love me, we are happy.
happy family. Đáng yêu quá, chúng ta là một gia đình mà. Thôi về với cô nha con. Nha con nha. Tiếng Anh của hát cũng ổn lắm á. Con sau khi nghe tiếng Anh thì cô lại nghĩ ra một cái điều, đó là cô vẫn có thể muốn làm nhạc kịch cho con. Wow, cái, cô Khả Như là con. Diễn viên nhạc kịch. Và chú Thanh Duy cũng rất là thích cô Khả Như ở cái việc là cô Khả Như có thể là vận dụng được giữa diễn xuất lẫn ca hát trong một cái tiết mục. Nên là nếu mà tụi con về thì giống như là hổ mọc thêm cánh thôi. Có chú về phần âm nhạc, có cô Như về phần dàn dựng là tụi con sẽ là một tiết mục rất là hay. Bây giờ mẹ dặn nghe, mẹ dặn nghe, mẹ dẫn nha. Lên sân khấu bất kể mình hát nhạc vui hay nhạc buồn. Mẹ đừng có chỉ nữa. Sao vậy? Chỉ nữa là bọn con mất tập trung, bọn con hát được đâu. Tại vì lần nào mẹ chỉ bọn con cũng trượt hết. Ủa không mà ngang ngược chứ không có. Bây giờ mẹ nói nè, bây giờ mình hát bài vui hay bài buồn gì á, con cũng phải cười. Dạ. Khi con cười như vậy á, là người ta nghĩ mình sẽ rất là vui, mình sẽ rất là hân hoan, mình truyền cảm xúc cho người ta đó, con hiểu không? Vâng. Hiểu không? Rồi rồi bây giờ hai đứa ngồi hai chị bên. Chị kia. Hai đứa ngồi hai bên. Ngồi chị đây kia. Này. Ngồi đây. Dạ. Chị là ai mà sao đây thí sinh của tụi tôi mà chị làm cái gì đấy? Biết rồi, em biết rồi, em biết thí sinh của mấy anh rồi, em biết rồi. Ngồi đi con, ngồi đi con. Ngồi đi. Chị là ai? Chị là ai? Trời ơi, nhìn bộ đồ mà không biết tôi là ai sao? Chị là ca sĩ bữa nay hả? Không, tôi là phụ huynh học sinh. Phụ huynh mà làm lố à. Thôi 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 đi vô đi cho hai đứa nhỏ nó thi. Ủa nhưng mà thí sinh nó thi đó, con tôi nó thi là cho tôi đứng đây tôi muốn minh họa cho nó có động lực nó thi chứ trời. Được không ạ? Tất nhiên là không được rồi, nó đi vô. Ủa sao vậy? Chào mừng tất cả quý vị đang đến với chương trình Tuyệt đỉnh song ca nhí mùa giải thứ 3. Khoan khoan khoan, anh từ từ, anh từ từ, anh phải vô nha. Dạ, cho em một lời gửi gắm đến quý vị khán giả. Dạ quý vị khán giả ơi, mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày mới đẻ ra được một đứa con. Mà đẻ đến chừng này mà lớn tới chừng này mà nó hát hay như vậy là em tốn nhiều công sức lắm. Mọi người cố gắng vỗ tay cho con của em nha. Em cảm ơn rất nhiều, cảm ơn rất khoan, nhiều. Khoan, dạ. Khoan khoan khoan, cho tôi hỏi câu cái nữa nè. Sao cái hai đứa này nó lựa cái bài gì mà người lớn dữ vậy nè? Ờ đúng rồi, tại nó hát về người lớn mà. Hát về cuộc đời của chị hả? Ông hát về cuộc đời của tôi với chồng tôi, chồng nguyễn sứ đừng hỏi nữa, hỏi anh ghen đó. Dạ bây giờ một chàng khóa tay đi chào đón tiết mục đặc biệt của ngày hôm nay. Dạ cho em gửi con em nha. Từng giọt mưa long lanh xôn xao để mộng mơ trong em bay cao. Anh đâu biết lòng này dạt dào, phố xa thênh thang ra ngại về mơ lúc vài kỳ, vẫn thấy miên man từng đêm những cơn mê. Nhẹ nhàng ru trong đêm thâu, lung linh cơn mưa ngâu, mưa gieo mãi từng lời nguyện cầu. Hơi trái tim cô đơn lạc loài, hãy nở nụ cười để thấy quanh em dù sao vẫn rất vui. Đặt bàn tay lên khóe môi, chiếc hôn vẫn xa vời, đêm vẫn lạnh lùng dù quá khô đồng. Này em ơi em biết không, nhưng chán chưa trong lòng, dù thời gian trôi xa I'm
Trường và Duy Linh. Con xin cảm ơn ban nhạc. Cảm ơn tụi con. Xin cảm ơn ban nhạc. Trời ơi, hôm nay thư sinh nè, đẹp trai nè, và không quên phải gửi lời cảm ơn đến Vũ Đoàn Ô đã hỗ trợ cho tụi con trong tiết mục này, một tràng pháo tay. Và chắc chắn rồi, với sự hỗ trợ vô cùng đắc lực của cô Khả Như và chú Thanh Duy, tụi con yên tâm hơn đúng không? Để có thể trình diễn các ca khúc này. Vậy thì không biết là với cái bài hát này thì cảm xúc của anh Trung như thế nào? Tại vì dường như đây chính là những cái ca khúc mà quá là quen thuộc. Thanh xuân. Đây là những thanh ca khúc xuân của tụi mình hồi xưa. Ngày xưa nghe rất là nhiều và rất thích luôn á. Yep. Một bài của anh Đan Trường, một bài của anh Lam Trường. Chính xác. Hai anh Trường là hát. Bây giờ đến phần thi của tụi con nè. Con bị khan tiếng hả? Vâng ạ. Hèn gì. Chú cảm giác như là con hát con bị xét rất là nhiều luôn á. Rút kinh nghiệm nè. Mình tập là tập từ hôm qua. Ngày hôm nay vô thi là không có đứng tập hát nữa. Tụi con lo. Tụi con hát thì lên đây tụi con thi làm sao tụi con còn hơi nữa. À không, cái này cho em binh lại một xíu. Hai bé này là không, từ cái hôm mà tập band xong là em nói là về nghỉ không tập gì nữa. Thì sao không cần phải tập nhiều. Thì tại là khắc khan tiếng từ lâu. Đúng không con? Dạ, là con khan tiếng là từ lúc tập band xong và đến ngày hôm sau ạ. Rồi. Nhưng không sao, cái điều mà con nói với chú, xin lỗi anh cho em cắt lời một xíu, không sao cả. Cái điều mà con hỏi chú khi mà con nói chú ơi bây giờ giọng con khàn quá, con phải làm sao đây, thì chú có nói với con một điều là cái quan trọng nhất của người nghệ sĩ là lên sân khấu mình diễn như thế nào. Quan trọng nhất là mình biến cái khuyết điểm đó trở thành một cái điểm đáng nhớ trong cái phần biểu diễn của bản thân mình. Hồi nãy là tại vì con còn tâm lý trong cái việc là con sợ là cái giọng của con khào quá hát không hay. Nhưng con biết không, có rất là nhiều những ca sĩ hát giọng khàn để mà mình vượt qua. Cái này là em định nói nè, khi mà con cất giọng lên của sao có giọng bữa nay nghe lạ lạ ta. Mà nghe nó hay hay nha. Thiệt, cái này chú khen thiệt á, nghe nó hay hay nha. Tại vì á, nói về chất giọng khàn nha, hiếm ai có được như vậy mà vẫn hát được. Nếu mà nghe sâu xa hơn, nghe kỹ hơn như là chú Trung nghe á, thì có một vài chỗ là nó hơi bị hư chút xíu đi. Nhưng mà đối với chú, cái lỗ tai chú nghe cho hay, ồ, rất là lạ và rất là hay. Và tụi con vẫn là những cái chàng trai vô cùng phong độ thôi, không có gì là phải lo hết. Chú luôn tìm mọi cách để chú có thể cảm nhận được hết những gì mà tụi con làm ở trên sân khấu. Cho dù là có xảy ra cái chuyện gì đi chăng nữa thì đó vẫn là công sức của tụi con. Cho nên là tụi con đừng lo, làm hết những gì mà mình có ngày hôm nay. Đó là một điều tuyệt vời nhất. Cảm ơn tụi con, chúc mừng tụi con. Cảm ơn chú Lâm. Cảm ơn chú ạ. Chắc có lẽ là quay trở lại với chú Trung và cô Diệu Nhi nhé. Đi thi hay đi hay cũng vậy, nó giống như là sức khỏe mà làm sao mình biết được. Khi mà mình sức khỏe mình không tốt rồi thì chắc chắn mình lên diễn mình sẽ bị nhiều áp lực hơn bình thường rất nhiều. Mình bị hoang mang lắm. Không, bản thân chú bây giờ cũng bị nữa. Rõ ràng cái giọng cũng bị luôn nó ảnh hưởng tâm lý lắm. Sợ kể cả chú là diễn viên kịch nha, chú không hát mà chú đi diễn mà chú bị khàn một cái là chú nói chuyện, ủa ai mới nói chuyện, phải mình nói. Nó lãng vậy á, nó bị phân tâm và chú không nhớ là mình đã nói cái gì luôn á con. Nó điều khiển tâm trí mình kinh khủng khiếp lắm. Mà vừa rồi con làm như vậy là con đã quá bản lĩnh rồi. Đó là chú khen thật á. Con cảm ơn chú á. Con có chuyện gì thì sao? Con trai bên đây, con cũng có nỗi lo cho bạn đúng không? Con cũng hơi căng thẳng so với lúc đầu. Nhưng mà nãy giờ chú Thanh Duy cũng như là chú Hoàng Lập có nói với tụi con đó, cho dù mình bị cái gì chăng nữa, mình đừng có để cho khán giả biết. Mình sẽ cố gắng làm sao để che lấp cái đó bằng những cái cách hát khác hay là những cái cách trình diễn của tụi con, giống như hai chú vừa nói. Ha, chúc mừng hai con. Con cảm ơn cô ạ. Đúng như cô Diệu Nhi nói đó, càng có nhiều lỗi thì chúng ta cũng đừng buồn trước tiên, mà chúng ta sẽ phải vượt qua nó để mình càng có nhiều kinh nghiệm hơn, đúng không ạ? Còn cô Khả Như. Cô Khả Như cảm ơn chú Duy và hai con đã hát hai bài hát, đó là Thanh Xuân của thế hệ 8X và đầu 9X. Và cô Như cảm thấy cái tinh thần của tụi con rất là đáng yêu. Cách thể hiện của tụi con luôn làm cho cô cảm thấy wow, rất là cool boy, rất là nhìn có cái gì đó nó lãng tử. Tuy là tụi con còn nhỏ nhưng mà có một cái chất đó, cô nghĩ là dù nhỏ hay lớn thì luôn có, để mà cái chất đó là chất nghệ sĩ trong đó. Sự con có được điều đó, cái sự cuốn hút chính xác. Thì
tụi con đã làm được điều đó. Mình có thể, người ta nói là học tài thi phận mà, đôi khi sẽ có những lần mà chúng ta sẽ do yếu tố khác, về sức khỏe, về con người, về tất cả mọi thứ luôn, nó sẽ làm cho mình có một cái gì đó áp lực, nó sẽ chặn chúng ta lại không được bay cao hơn. Nhưng điều đó không quan trọng bằng cái chuyện mà mình đã trình diễn thành công cái tiết mục của mình rồi, mình đã cố gắng hết sức rồi. Đó là điều chúng ta nên hoan nghênh và chúc mừng hai con nha. Dạ, con cảm ơn cô ạ. Chú nói thêm một xíu, vì sao mà chú chọn bài hát này cho tụi con? Thứ nhất là mọi người nghe thì tưởng là đó là một cái bài người lớn, nhưng thực ra cái tình yêu ở trong cái bài hát này đó là tình yêu con người. Đúng rồi, cái em có nghe. Ví dụ như là có những cái chỗ, ví dụ như là vui lên đừng suy tư mãi. Đúng rồi, là những cái mà gửi gắm. Nên là Duy nghĩ là đây là một cái bài hát mà cả các bạn trẻ, các bạn nhỏ vẫn có thể hát được. Và giống như là mình yêu loài người, mình yêu nhân loại thì mình vẫn có thể hát được về cái tình yêu đó, không sao cả. Cái thứ hai ở đây là tại sao chú chọn hai bài này của con? Bởi vì là đây là hai bài, một là của anh Đan Trường, một là của anh Lâm Trường. Cả hai đều là những ca sĩ thần tượng của rất là nhiều những người ngồi ở đây. Và ở tụi con có một cái tố chất mà khi mà chú với cô Như nhìn vô thấy rõ ràng đây đúng là hai cái kiểu ca sĩ hot boy, ca sĩ thần tượng, ca sĩ idol. Chú hy vọng là trong tương lai tụi con sẽ làm được những điều một phần nhỏ thôi, giống như anh Lam Trường và anh Đan Trường đã từng làm. Thì đó sẽ là một cái điều rất là tuyệt vời và cũng là cái hình mẫu mà chú đang muốn hướng tụi con tới. Chúc mừng tụi con đã có một tiết mục làm chú hài lòng. Và hy vọng là tụi con vẫn sẽ tiếp tục giữ cho mình được cái năng lượng đó, cái nhiệt huyết đó, để trong cái con đường mà chúng ta sẽ tiếp diễn trong tương lai con nha. Cố lên. Cảm ơn chú. Thật sự phải nói là càng vào sâu á thì bản thân Minh Sù cũng thấy là bất ngờ với các cặp huấn luyện viên đã mang cho tất cả các bạn nhỏ và chính tất cả quý vị khán giả trở về với ký ức tuổi thơ của mình một cách nhanh nhất mà cảm xúc nhất. Và chú cũng chúc mừng cho tụi con vì đã có huấn luyện viên đã định hướng cho tụi con luôn rồi cái phong cách ca sĩ thần tượng sắp tới. Hãy tự tin lên và tỏa sáng hơn nữa nhé. Một tràng hỗ tay cho hai chàng trai của chúng ta. Cảm ơn các huấn luyện viên ạ. Còn tình yêu
còn đâu miền phương gian khi hoa tàn trời bình minh có lên ngôi khi không còn đêm tới để có sông sờ không thể thiếu những suối nguồn vắng anh trên đời đâu còn cho Thảo Nhi và Trâm Anh. Xin được cảm ơn Vũ Đàm Phương Việt. Và đặc biệt hơn hết xin được cảm ơn Hòa Mizzy. Không biết cảm xúc bây giờ của anh Thanh Duy và chị Thảo Nhi như thế nào ạ? Bài này nói thật là coi rất là hấp dẫn á. Khi mà coi á là mình bị cuốn theo cái sự biểu diễn và cái giọng hát của hai con. Từ càng ngày á là cái tiết mục nó càng đẩy lên một cái sự cao trào về dàn dựng, về múa, về đánh trống, tất cả mọi thứ đang xen đường dây nước bước, tất cả mọi người đi vỗ tay vì cái sự ăn xâm đó của ba cô trò. Cảm ơn em. Không biết Hồ Việt Trung thì như thế nào ạ? Tụi con rất chính xác khi mà về đội của cô Hòa. Tụi con đang thừa hưởng được những cái tinh túy của cô Hòa truyền xuống cho tụi con. Ngày hôm nay thật sự nha, tụi con không bị lép với cô Hòa. Cô Hòa đã dìu hai tụi con đi trên một con đường mà ba người cùng hợp sức lại làm cho cái bài hát nó càng hay hơn nữa. Chúc mừng tụi con. Cảm ơn anh. Còn chú Huỳnh Lập, đội mình nè, mình thấy sao nè? Tụi con đã hoàn thiện được những cái gì mà tụi con đã mắc phải. Và tụi con đứng trên sân khấu chung với cô Hòa thật sự xứng đáng. Và chú nghĩ đây là một tiết mục thành công của ba cô trò. Cảm ơn anh chú. Còn Hòa thì sao? Cái khả năng về cái giọng hát cao thiên phú của các con á, nó giúp em ở một cái là em nói gì và bảo các con làm thế nào các con cũng làm được hết. Những cái về thanh nhạc em rất là kỹ luôn, các con đã cố gắng làm hết sức mình rồi, không biết kết quả tiếp theo như thế nào, nhưng mà cô hy vọng là chúng ta đã có những cái giây phút học tập với nhau, mặc dù có những phút bắt đầu vào lớp là rất là nghiêm khắc, nhưng mà sau đó là đã rất là vui vẻ và hạnh phúc với nhau. Nên chúng ta sẽ mãi mãi là một gia đình. Các con hãy cố gắng nhiều hơn nữa và không bao giờ nghĩ là mình đã đạt thành công hay bất cứ một thứ gì cả. Đó là điều cô Hòa mong muốn. Cảm ơn cô Hòa. Cảm ơn cô. Một tràng hoa tay cho tiết mục này của hai cảm con. Cảm ơn anh Minh Vy, cảm ơn ban nhạc. Cốc ổi mi ghi mồm. Anh cốc ổi mi ghi mồm. Anh chị ơi, cốc ổi mi ghi mồm anh chị ơi. Ủa? Chị Bầu. Ờ. Chị Bầu. Chị Lộc Bầu. Ủa em kêu chị hả? Chứ không lẽ em kêu ai? Ủa chị tưởng đâu là em kêu chị Bầu. Chị Bầu tưởng tự kêu em ấy chứ. Trời ơi thôi đi, ngày xưa em kêu chị là bà Bầu chị không chịu, nó kêu chị Bầu đi cho trẻ. Thì đúng rồi, chị lúc nào mà không trẻ như gái 18. Thôi đi, bây giờ làm bộ lơ em phải không? Có đâu, người trong nhà không à. Thôi lo buôn bán chị đi. Ê, nha chị. Nó nghe nè, hỏi cái này một cái. Ừ. Sắp diễn rồi. Đủ hết rồi. Bữa nay ca sĩ không ai bệnh luôn. Thấy thương quá à. Hỏi có một câu hỏi hoài luôn á. Ráng sanh nở xong đi chị cho lên sân khấu. Lúc đó nhớ hứa nha. Mai nguyên bộ đồ đẹp cho lên sân khấu lỏng lẫy luôn. Nhớ nha, em mà đi hát lại là nhớ tặng bộ đồ đẹp đó nha. Đứa nào nói mà không làm bà bắn. Rồi. Dạ bán đi nha. Bán xong rồi em chạy vô hậu trường lên nước lo cho nước mọi người liền. Ừ. Rồi, biết rồi. Ai cốc ổi mới ghi mồm. Ai cốc ổi mới ghi mồm. Bà Bầu ơi, quên nữa, thằng Tuấn Dũng tới chưa?
Tôi dẫn tới chưa? Em không biết, để em vô em coi. Chết tôi rồi. Cái gì? Hả? Trời đất ơi, tới hoài vậy cưng. Bữa nay là live show của Tuấn Dũng mà cưng tới đây rồi, đâu có chỗ cho cưng hát. Nè, nói nghe nè, muốn hát cũng được nữa. Ngày mai không có live show, cứ tới đi, chưa có nghệ sĩ tới cái tôi lót lên cho hát. Chịu không? Nha. Mà cho tôi hát đi bà bầu. Thôi, ngày mai tới đi tôi cho hát vậy nha. Ơi, cái đi đủ hết rồi, hết rồi đó. Lo lo buôn bán rồi vô lo nước nghe chưa. Mấy đứa đâu rồi, chuẩn bị mở màn cho live show Tuấn Dũng nè. Thôi, không có gì phải buồn hết trơn á. Bà dễ thương lắm. Cứ ngày nào cũng tới xin đi. Có bữa có gì á thì bà cho một cơ hội lên hát. Không có sao hết trơn á, bà dễ thương lắm. Bữa nay em với hai đứa đệ tử á tới đây tính xin bà bầu hát. Vậy á hả? Mà bà không cho hai đứa nhỏ đứng ngoài nắng quá trời. Thôi, không sao, đừng buồn chị nha. Nhìn dạ. Chị vậy thôi á, tại công việc bận bịu quá. Ngày xưa là chị cũng là ca sĩ đó chứ bộ. Dạ chị. Chị là đàn hát chính luôn á. Nói chứ là chị có bầu xong rồi á, bà nói thôi kệ, có bầu thì nghỉ dưỡng sức đi. Chừng nào đẻ xong á chị cho hát lại, dễ thương lắm. Dạ. Không có gì phải buồn, không có gì phải bỏ cuộc hết trơn á em. Nếu mà em đam mê hát đúng không? Mình chưa có cơ hội thì mình cứ tiếp tục đam mê đi, rồi mà tiếp tục mình ước mơ sau này mình sẽ trở thành ca sĩ nổi tiếng đi. Rồi sẽ có một ngày cơ hội đến với em một cái là bùng lên liền, hiểu không? Không có sao hết trơn á. Thôi, giờ chuẩn bị diễn rồi, chị vô chị lo nước nồi bên trong nha. Dạ. Nha, không có sao, không có buồn nghe không? Dạ. Ừ. Khi bức màn buông, danh vọng hết, người về lòng ru sắt sầu thương. Người giàu cười áo lao son phân, ta lại vinh quang lầm ngầm. Con chào thầy. Con chào thầy. Hai đứa con vô rồi hả? Dạ. Hồi nãy giờ đứng ngoài kia có nắng không nè? Dạ không. Dạ không. Con nhớ cái bài mà thầy dạy cho hai đứa con hát không? Dạ. Cái bài đó thầy thích lắm. Hai đứa phải ráng hát cho hay vô nghe không? Bây giờ hai đứa đứng ở đây, thầy ra ngoài kia mua nước cho hai đứa uống. Nhớ tập cái bài đó cho hay cho thầy nghe chưa? Dạ. Nhớ nghe không con? Dạ. Nha, thầy đi nha, chờ chút nha. Bạn hát trước đi. Bạn hát trước đi. Thôi, bạn hát trước đi. Rồi thì mình hát nghe. Hát nữa đi. Hãy subscribe.
vần trăng tô đẹp má hát nửa đi em dù buồn vui cay đắng mặn nồng hát nửa đi em mỗi bước dài nối liền tương lai rồi ngày mai ước mơ trong đời đường đi hoa nở xanh vai tuyệt vời. Trời ơi hay dữ vậy. Trời đất ơi từ nào giờ mời show chưa bao giờ cho nó lên sân khấu hát này nó mở miệng hát hay dữ vậy trời. Rồi nó đâu đây là hai đứa thần đồng này vậy hả? Dạ, nó đệ tử của em á chị. Trời đất ơi hồi nãy gặp mà quên thì nói thiệt nghe, bây giờ cưng ngủ đi, sáng ngày mai cưng nổi tiếng liền. Dạ bà bầu. Hôm nay tự nhiên cái mặt cưng hào quang sáng chói luôn. Dạ cảm ơn bà bầu. Trời đất cơ với điều kiện nè. Dạ. Tối nay hát chung hai nhóc này đi nổi tiếng liền luôn. Hát dạ chung được chị. Được không? Được, dạ được bà bầu. Rồi vậy là chị, tôi nhận chị. Nha. Vậy ảnh là hát chung tới bốn đứa lận á chị. Đâu bốn đứa? Hai đứa này với em với con em nữa chị. Trời. Kèm hát kèm hát thân lắm á, em với ảnh là thân lắm á. Dẹo. Xanh nở xong đi chị cho Linh hát thôi. Dạ. Hát một câu thôi, hát một câu xíu thôi, đứng trong cánh gà hát một câu xíu thôi à. Được không? Dạ được. Được hả? Thử rồi, thử rồi, thử rồi. Hả? Nhưng mà mình hát vậy luôn hả? Hay là mình hát cho không khí tươi vui không? Không có được. Không trời được đất ơi, hát được đi rồi mở màn này nọ vui tươi thì tôi mới cho được chứ. Chứ buồn buồn, đừng nói tôi hát lại bài nãy à, buồn lắm tôi không chịu à. Không, em hát nhạc vui. Vui không? Nè bà bầu nghe nè, vô nè. Tao thử à. Hát nữa đi em. Lấy vần trăng tô đẹp má hồng hát nữa đi anh dù buồn vui cay đắng mặn nồng hát nữa đi anh mỗi bước dài nối liền tương lai rồi ngày mai ước mơ trong đời đường đi hoa nở xanh vai tuyệt vời. Một lần nữa xin được dành một tràng hỗ tay thật lớn cho Quốc Linh và Quỳnh Nhi. Cảm ơn Nghi Lộc rất là nhiều vì đã hỗ trợ cho tiết mục này. Một tràng hỗ tay nữa cho nghệ sĩ Nghi Lộc. Bây giờ tụi con phải đứng đây để lắng nghe ý kiến của tất cả các huấn luyện viên còn lại ha. Cô Hoàng Minh Di, xin mời cô. Đây là một cái tiết mục mà cô cảm thấy các con biểu diễn xuất sắc và hay nhất từ trước đến giờ của các con luôn á. Sao xuyến kinh khủng. Bình thường là cô đã rất là hay khen Quốc Linh rồi. Vì giọng hát của Quốc Linh nó ấm áp mà nó mộc mạc mà nó chạm thẳng đến trái tim của cô Hòa luôn. Nhưng mà ngày hôm nay cô muốn dành lời khen nhiều hơn cho Quỳnh Nhi. Con hát bài này quá hay. Cô Hòa dành mọi lời khen tuyệt vời nhất dành đến cho hai con trong tiết mục này. Con cảm ơn cô. Đối với cặp đôi huấn luyện viên chị Khả Như và anh Thanh Duy như thế nào ạ? Xin mời. Các con hát hay và tự tin, cái sự bản lĩnh của các con cũng như cái sự dẫn dắt của chú Trung, cô Nhi làm cho tụi con cảm thấy trưởng thành hơn rất là nhiều. Và cô mong rằng cái bản lĩnh của tụi con cộng với cái khả năng của tụi con sẽ làm cho tụi con tỏa sáng. Cảm ơn các con rất nhiều. Cảm ơn cô. Cảm ơn các huấn luyện viên. Và chắc chắn bây giờ sẽ là đôi điều chia sẻ của anh Trung và Diệu Nhi. Xin mời. Ngày hôm nay ở trong cái kịch bản này, ba muốn gửi đến cho tụi con là một cái ý chí. Đường đi của mình trong cái ngày này rất là gian nan, nhưng mình phải cố gắng, mình nỗ lực. Tụi con cứ hát thôi. Ngoài sau lưng có ba má ở đây phụ cho tụi con hết mình. Cố lên. Cảm ơn tụi con đã có thể tiếp thu và truyền tải cũng như là cố gắng trong từng mỗi tiết mục. Cảm ơn tụi con rất là nhiều. Con cảm ơn cô. Xin được cảm ơn các huấn luyện viên và đặc biệt hơn hết là chúng muốn nói với hai tụi con là hát nữa nha tụi con. Một tràng hỗ tay cho tiết mục của Quốc Linh và Quỳnh Nhi. Vô chuồng trâu lại trở ra, mà trở ra trâu lại chứ trở ra trâu lại nhi dầu nhi
thờ quá. Người già khó ngủ, liêm diêm được chút xíu mà cứ dí dẫu dí dâu. Bà dí tôi ra ngoài này luôn nè. Bà nghĩ tôi là con trâu à? Sáng sớm làm gì mà cứ rần rần rộ rộ vậy? Ừ thì tôi tập văn nghệ. Bài hát hôm bữa tôi với ông tập đó, ông thuộc chưa? Thuộc rồi, bà bật nhạc đi, tôi hát cho bà nghe nè. Ông ngồi đấy tôi bật nhạc cho. Đường
là Quốc Hưng và Gia Uyên. Cái vòng trước á là con hát bài Mây và Núi. Mây và Núi là một cái bài mà nói chung là mình làm cho nó vui. Nhưng mà đến cái này không còn hẳn là chỉ vui nữa rồi. Các con là quá vui và quá hay. Các con thật sự là lần này các con đã thể hiện được cái giọng hát của mình nhiều hơn rất là nhiều. Chúc mừng các con quá hết sức là tuyệt vời. Con cảm ơn cô ạ. Đây là một bài hát rất duyên dáng. Chú rất là thích cái giọng thoại của tụi con á. Già là phải rung lại nha. Lại đi, lại đi. Bây giờ là chú muốn nhận xét hai đứa nè. Cái bài hát này nó hay lắm, nó rất là duyên dáng luôn á con. Ủa sao cái hộp dữ vậy? Chú rất là thích này, nó mới phải... rung đó. Nó dễ thương cực kỳ. Và chú thấy tụi con rất là tự tin. Mà ăn khớp với nhau không có rung một miếng nào luôn. Tụi con là vừa hát vừa diễn, không có bị khớp, không có bị lo, không có bị hoang mang bất cứ một cái gì. Có nghĩa rằng là tụi con đã tập rất là kỹ. Khoái là khoái cái cô mà nó nghe bà già đó trời. Gia Uyên. Bà già quá trời luôn. Bà nhảy cái động tác đó, bà nhảy lại tụi con coi. Hai vô. Trời đất ơi, nhìn nhớ bà ngoại dễ sợ luôn. Mà cái khuôn mặt đó, trời ơi, cái tóc nè rồi cái khuôn mặt đúc luôn. Các con phải cảm ơn các cô chú hóa trang nữa nha. Mà rất công nhận nhiều. Nha, cái bạn mà đóng vai ông già đó, dạ, con Quốc Hưng á rất là giống chú Thanh Duy. Cực kỳ giống chú Thanh Duy. Bà kia cũng giống và Khả Như luôn. Y chang luôn á. Trời ơi, như là copy bát gà gì đó trời. Lúc đi tập ấy kìa. Cái từ một cái người nét. Đóng là vai nam, một người đóng vai nữ. Yeah. Ủa mọi người nhảy đi, mọi người tập nhảy cha 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 chung trời đi. Trời ơi, nhảy cha cha nè con. Ban nhạc cho em xin nam rồi, đặng vô em. Dạ. Yeah. Dạ em xin lỗi khán giả. Về Như Linh rồi. Cô tập sao? Y chang cô chứ đừng có nhảy hay hơn cô quạo quá nè con ơi. Mọi người ơi hãy xem hai bạn nhỏ nhảy thôi. Anh Thanh Duy và chị Khả Như thì cất nha mọi người nha. Nếu mà hai tụi con mà có vô á nha, tụi con sẽ làm nhiều cái ghê gớm hơn như vậy gấp trăm ngàn lần nữa, chú đảm bảo luôn. Cái lực diễn tụi con như đây là chỉ có 80% lực diễn của tụi con thôi, tụi con sẽ còn làm nhiều cái ghê hơn nữa. Đúng rồi, đảm bảo luôn. Một đứa đu từ trên đất hai xuống, một đứa từ đất lộn khổ lên cho chú. Lộn vừa hát vậy nè. Ghê lắm luôn á. Đây không phải đập xiếc và chúng tôi cũng không phải là những con rối. Chứ không phải bạn lĩnh chốc. Em khen các con về giọng hát là rất là tốt so với vòng trước rồi. Giọng con bạn nam á nha. Diễn thì bạn nữ có vẻ nhỉnh hơn một xíu. Nhưng so với giọng bạn nam á là giọng con rất là sáng. Và hát rất là chắc. Lên cái nốt cao kìa, không bị phô chịch một tí nào hết. Đấy là một cái điều mà không phải ai cũng làm được. Con cảm ơn cô ạ. Chưa em chưa nói hết nữa. Chú còn cái thích như vậy nè. Ở cái cuối cùng mà con làm cái trái tim á. Mà bạn kia không làm á con cũng vậy. Đáng yêu sợ vậy. Trời ơi con đừng bao giờ nghĩ đó là tai nạn nha. Đó là ông trời cho con một cái cơ hội cho con được duyên dáng bất chợt trên sân khấu đó con. Con bà không nữ phải nghệ sĩ nào cũng không ước gần được như vậy còn đâu. Còn cái cô nữ thì hả, cô quên xong đến khi cô dầm lên cô thấy... thấy đâu, để vô sao. Rất duyên luôn. Đây, nếu mà hai con rất là dễ thương nha. Chú và cô Như là diễn chung với nhau rất nhiều lần rồi. Ví dụ gặp trường hợp đó đi, chị là bé nha, còn em là bé trai. 2, 3. Dẹp luôn rồi. Ở trên sân khấu nó sẽ có những cái phần mà không đúng cái moment, không đúng cái thời điểm là để đưa lên. Lẽ là tập là hai đứa sẽ kiểu cơ liên một lúc rồi. Nhưng vui không bằng hên á. Vô tình nó lại làm thành một cái điểm nhấn cho cái tiết mục của mình. Mà nó lại vô cùng hợp lý. Tại vì đây là hai ông bà già đang tập tiết mục văn nghệ cho cái viện dưỡng lão của mình. Đúng không con? Chúc mừng tụi con. Mọi thứ nó rất là như những gì mà chú đã viễn tưởng ở trong đầu về tiết mục này, nên là chú rất là hài lòng. Cô Dĩ Nhi sao cô? Ôi, tất cả mọi người đã nói hết tất cả mọi thứ của tất cả rồi. Em thực ra thì sao nữa đâu? Thực ra thì sao? Thực ra là chúc mừng thôi. Thực ra thì mê vậy thôi. Chúc mừng tụi con. Cô với chú Duy cứ ngồi nói trời, nó làm
giống như mình nói, nó làm giống như mình nói vậy, em nó nhớ hết. Và thật sự cô rất hạnh phúc vì điều đó. Và cô mong rằng á, những cái tự nhiên này tụi con sẽ giữ hoài. Cô không muốn là khi mà được khen rồi cái sau này cái tụi con sẽ lố hơn hay là nhiều hơn, thì cô không có muốn như vậy. Và quan trọng hơn vẫn là cái giọng hát của tụi con. Và thiệt luôn, để nói cho nghe, những cái duyên dáng mà bên trong cái bài hát là ảnh chị tự làm. Ồ vậy quá ra cô Như không làm gì hết ư? Bản năng và năng khiếu của hai làm con. Nói gì nó dập em quá, kệ nó, kệ nó, kệ nó. Vâng, tiếp nè chị nè. Những cái mà tụi con làm á, cô cảm thấy rất thích. Diễn thì diễn nhưng mà vẫn tập trung với hát, cái đó là cái điều mà cô thích nhất ở tiết mục này. Cô tự hào lắm, cảm ơn các con. Dạ con xin cảm ơn cô Khả Như và chú Thanh Duy đã cho con một tiết mục thật hay ạ. Thật là cảm ơn. Cái này là tự làm đó. Mỗi cặp song ca sẽ là một cái màu sắc hoàn toàn khác nhau, đúng với tinh thần mà các cặp huấn luyện viên muốn truyền đạt, đúng không ạ? Ông trai hỗ tay chúc mừng cho hai con.